Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 131. Theo lấy Ân Minh Tử ra lệnh một tiếng, còn lại 10 người, có hơn phân nửa lựa chọn xuất thủ, nhưng hướng Nam Thiên cùng hai người khác vẫn còn có chút do dự. Dù sao, xuất thủ công kích tế đàn, thế nhưng là đắc tội đại đế sự tình, nếu là thực sự là loạn cổ đại đế, vậy coi như phiền toái. Hơn nữa, lấy bọn hắn thực lực, cũng chưa hẳn có thể đánh nát tế đàn. Nếu như oanh không toái tế đàn, đến lúc đó không may có thể liền là bọn họ những người này. Ầm ầm, Tiêu Phàm 10 người điên cuồng công kích tới tế đàn run rẩy kịch liệt đến mấy lần, bất quá một lát sau, cái kia vặn vẹo không gian liền bắt đầu ngưng kết. Lấy bọn hắn công kích, dĩ nhiên chỉ có thể phá vỡ cái kia không gian, lại khó có thể công kích đến tế đàn. Hảo cường đại không gian lực lượng, Tiêu Phàm một trận kinh hãi, này không gian vặn vẹo, quá mức đáng sợ, nếu như đổi lại mặt khác 10 người, đoán chừng liền cái này phiến không gian đều công không phá. Ai dám hủy diệt truyền tống trận, bản đế chung ngươi cửu tộc. Một tiếng quát như sấm từ đâu quang đoàn bên trong truyền ra, phẫn nộ đến cực điểm. Theo lấy một tiếng hống, bốn phía không gian đều đang run rẩy kịch liệt lấy, mãnh liệt âm ba công kích, cho người đinh tai nhức óc. Loạn cổ đại đế, Thiên Tinh Tử mặt âm trầm, trong lòng của hắn đã có chút hối hận, vừa mới liền không nên công kích tế đàn. Nhưng bây giờ đã xuất thủ, hắn nghĩ thu tay lại cũng không kịp. Những người khác cũng bị sợ nhảy lên, thần sắc lấp lóe không yên, ai cũng không nghĩ đến, loạn cổ đại đế dĩ nhiên còn sống. Biết rõ bản đế tục danh, các ngươi còn dám công kích bản đế truyền tống trận, đợi bản đế trở về, các ngươi run rế, đều phải chết. Thanh âm có chút già nua, nhưng lại không phải bá khí. Ngươi bây giờ còn chưa truyền tống tới đây chứ? Ân Minh Tử là một cái không sợ trời không sợ đất người, nếu như đã làm lựa chọn, hắn liền không chỗ nào e ngại. Tiêu Phàm ngược lại là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Ân Minh Tử một cái, ở hắn nhìn đến, cái này Ân Minh Tử, có thể so sánh Thiên Tinh Tử mạnh hơn nhiều. Vô luận là thủ tín, vẫn là ngạo khí, đều so Thiên Tinh Tử mạnh hơn. Vừa mới một sát na kia, Thiên Tinh Tử thế nhưng là có như vậy trong nháy mắt chần chờ, nhưng Ân Minh Tử lại con ngươi kiên nghị. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải liên thủ công kích một cái điểm, nếu là chờ hắn chân truyền đưa tới, chúng ta đều phải chết. La Vô Đạo sát khí nặng nề nói, chín đạo thần vương hư ảnh lần nữa phù hiện, lại không bất luận cái gì giữ lại. Trước hủy đi này tế đàn bốn phía thạch điêu, những thứ này là một cái trận pháp. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó tu la kiếm từng kiếm một chảm ra, từng tôn thạch điêu nổ tung. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử mấy người cũng toàn bộ đều xuất thủ, vẻn vẹn ba cái hô hấp thời gian, tất cả thạch điêu toàn bộ hủy đi. Quả nhiên, cái kia tế đàn chung quanh không gian ngưng kết lực nháy mắt giảm thiếu đi rất nhiều, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái. Hỗn trướng, các ngươi run rế còn dám phá hư, bản đế định nhường các ngươi sống không bằng chết. Quang cầu bên trong thanh âm tiếp tục vang lên, phẫn nộ đến cực điểm. Nhìn đến, người truyền tống tới, còn cần nhất định thời gian. Ân Minh Tử cười lạnh một tiếng, lộ ra một vòng tà tà tiếu dung. Tính toán chúng ta, người liền nên thiên đao vạn quả. La Vô Đạo bá khí nói ra, nếu như không phải hướng Nam Phong đánh lén hắn, giờ phút này chết khả năng chính là hắn. Bị loạn cổ đại đế đoạt xá, muốn sống sót, cơ hồ là không có khả năng. Những người này, nếu như nói hận nhất loạn cổ đại đế, tuyệt đối là La Vô Đạo không thể nghi ngờ. Không muốn nói nhảm, tiếp tục công kích, ta trước hủy đi bốn phía không gian chi lực, qua một lúc các ngươi hợp lực công kích tế đàn. Tiêu Phàm quát mắng một tiếng, thần thông ngự không chút do dự thi triển đi ra. Muốn công kích tế đàn, nhất định phải nghiền nát bốn phía hư không, thần thông ngự hàm chứa không gian pháp tắc lực lượng, phá hư không gian lực lượng, tự nhiên là dễ dàng nhất. Theo lấy nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy nộ khiếu mà ra, cái kia vặn vẹo không gian, đột nhiên bắt đầu nổ tung, hư không dập dờn ra từng đạo năng lượng gợn sóng. Liền là hiện tại, Ân Minh Tử nhìn thấy, sau lưng ngập trời ma ảnh một quyền giận oanh mà xuống, La Vô Đạo cửu đại thần vương hư ảnh đồng thời xuất thủ, Thiên Tinh Tử cũng thi triển ra bá tuyệt lực lượng. Những người khác cũng không dám có bất luận cái gì giữ lại, giờ phút này, nếu là đoàn kết nhất trí. Qua một lúc khả năng đều muốn lưu ở nơi này. Oanh một tiếng nổ vang, bốn phía hư không mãnh liệt chấn động lên,
vô số loạn lưu bắn về phía tứ phía bát phương, Tiêu Phàm mấy người tiếp xúc không kịp đề phòng, hoàn toàn bị loạn lưu đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe. Ken két một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy cái kia tế đàn phía trên, xuất hiện một đạo liệt phùng, hư không quang đoàn cũng ảm đạm không ít. Hỗn trướng, loạn cổ đại đế phẫn nộ gầm thét, tế đàn bị hủy, hắn muốn truyền tống tới, có thể cũng không phải là đồng dạng khó khăn. Cũng may hiện tại tế đàn vẫn chỉ là xuất hiện một đạo liệt phùng, còn có bổ cứu cơ hội. Hiện tại các ngươi từ bỏ công kích, bản đế có thể tha các ngươi vô tội, nếu không mà nói, bản đế định trảm không buông tha. Loạn cổ đại đế cũng không dám tiếp tục uy hiếp. Những người này, hiển nhiên không sợ hắn uy hiếp, hơn nữa từng cái đều là thiên phú tuyệt luân hạng người, chiến lực đồng giai vô địch. Hiện tại biết rõ không giết chúng ta, nếu là thật sự nhường ngươi qua đây, còn đến mức nào? Ân Minh Tử khinh thường nói, đối cái gọi là loạn cổ đại đế căn bản không có bất luận cái gì kính ý. Ở hắn nhìn đến, lấy hắn thiên phú, cũng sớm muộn sẽ đi đến cảnh giới kia, căn bản không có cái gì có thể hâm mộ. Các ngươi không phải là không muốn lấy được bản đế truyền thừa sao? Bản đế trở về sau, định ở các ngươi ở giữa lựa chọn một cái truyền thừa giả. Loạn cổ đại đế ngữ khí không dám tiếp tục cường ngạnh. Lời này vừa nói ra, quả nhiên lại có mấy người động tâm, đình chỉ công kích. Thậm chí, liền nơi xa hướng Nam Thiên ba người, cũng là kinh dị không thôi, đối loạn cổ đại đế truyền thừa, vẫn có một tia sốt ruột cùng chờ mong. Loạn cổ đại đế hiển nhiên cũng cảm nhận được đám người thái độ, vội vàng lại nói, chỉ cần trợ giúp bản đế trở về, bản đế định theo công hạnh thưởng, cống hiến lớn người, bản đế có thể thu làm ký danh đệ tử. Loạn cổ đại đế bắt đầu hướng dẫn từng bước, cái kia ngữ khí tràn đầy một loại không cho phép phủ định, đó là đại đế đặc thù đế uy, rất có dụ hoặc tính. Tiền bối nói thế nhưng là thật, đột nhiên, Thiên Tinh Tử mười phần kích động nói ra. Tiền bối, chúng ta nếu là cứu ngươi đi ra, thật có thể trở thành ngươi đệ tử, lấy được ngươi truyền thừa. Hướng Nam Thiên cùng ba người khác cũng đi tới. Thiên Tinh Tử, hướng Nam Thiên, các ngươi chơi cái gì? La Vô Đạo phẫn nộ nhìn xem mấy người nói. Dù là hướng Nam Thiên mấy người không nhúng tay, bọn họ đều sẽ không quản, nhưng là bọn họ hiện tại nhúng tay, có thể liền là cùng bọn họ là địch. Làm cái gì, chúng ta chỉ là muốn lấy được tiền bối tán thành, mọi người không phải đều là vì tiền bối truyền thừa mà đến, không phải sao? Hướng Nam Thiên cười lạnh nói. Đường đường đại đế, nói chuyện liền giống như đánh rắm, dạng này đại đế, ngươi cảm thấy hắn tin được không? La Vô Đạo nước bọt trực phún, có thể nghĩ giờ phút này hắn phẫn nộ. Ta cảm thấy tiền bối có thể tin, Thiên Tinh Tử cũng đột nhiên mở miệng nói, từng bước một tiến lên, lạnh lùng nhìn xem La Vô Đạo mấy người, đột nhiên một kiếm hướng về La Vô Đạo đánh tới. Thiên Tinh Tử, ngươi tự tìm cái chết, La Vô Đạo gào thét một tiếng, từ bỏ công kích tế đàn, xông thẳng Thiên Tinh Tử mà đi. Cùng lúc đó, hướng Nam Thiên cùng mặt khác bốn người cũng không chút do dự xuất thủ. Ha ha, tốt, đợi bản đế trở về, trùng điệp có thưởng. Loạn cổ đại đế kích động thanh âm từ quang đoàn bên trong truyền đến. Thiên Tinh Tử cùng hướng Nam Thiên bọn họ đột nhiên đứng ở loạn cổ đại đế phía kia, nhưng Tiêu Phàm mấy người áp lực tăng gấp bội, mấy người muốn hủy diệt tế đàn, vốn là cố hết sức. Nhưng bây giờ, mấy người phản bội, lại muốn năm người đi ngăn lại Thiên Tinh Tử cùng hướng Nam Thiên bọn họ, chỉ có Tiêu Phàm cùng hai người khác có thể tiếp tục công kích tế đàn. Kiếm Hồng Trần, chúng ta trước giải quyết bọn họ, các ngươi tiếp tục. La Vô Đạo mười phần bá đạo nói ra, điên cuồng công kích tới hướng Nam Thiên. Giờ khắc này, xa so với trước đó đệ tam ải khảo hạch muốn liều mạng rất nhiều. Trận chiến kia bại, nhiều nhất cũng liền bỏ qua loạn cổ đại đế truyền thừa, nhưng bây giờ bại, có thể liền sẽ ném tính mệnh. Ân Minh Tử mấy người cũng đồng dạng như thế, cơ hồ đang dùng mệnh liều, cái này khiến Thiên Tinh Tử cùng hướng Nam Thiên mấy người áp lực tăng gấp bội. Dù sao, Thiên Tinh Tử cùng hướng Nam Thiên chỉ là muốn ngăn lại mấy người mà thôi, nhưng nhìn La Vô Đạo bọn họ điệu bộ này, là muốn cùng bọn họ liều mạng a. Tiêu Phàm nhìn thấy, hít sâu một cái, phất tay, mấy tôn thần điêu thú thế mà hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí bắn nhanh đi, lập tức quát khẽ nói, lão nhị, tới giúp ta. Dùng mấy đầu thần điêu thú nhìn xem Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma nhục thân, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lão Tam, ta muốn làm cái gì?
Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói, hắn cũng cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Nhất định phải lập tức hủy đi tế đàn, ta phá vỡ chung quanh ngưng tụ không gian, ba người các ngươi dùng vật lý công kích, này tế đàn đã có liệt phùng, phá vỡ sẽ không quá khó. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Sau đó hắn cực lực thôi động thần thông ngự, đánh thẳng vào chung quanh công kích. Tiểu tử, các ngươi 10 người xuất thủ còn không sai biệt lắm, 4 người liền nghĩ phá hư bản đế bố trí, người si nói mộng. Loạn cổ đại đế tiếng cười lạnh truyền đến, ngữ khí bên trong đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm bọn họ không thể không thừa nhận, loạn cổ đại đế không hổ là trưởng khống thời không lực lượng, mặc dù đi qua vô số tuế nguyệt, này tế đàn vẫn như cũ vững chắc vô cùng. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ thật đúng là khó có thể phá vỡ, nhưng là, đối với Tiêu Phàm tới nói, cũng không phải là không thể phá hư. Chỉ thấy hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo thủ ấn, vô số thần văn nở rộ mà ra, xông vào hắc sắc vòng xoáy. Thần văn, ngươi là thần điêu sư, loạn cổ đại đế cả kinh kêu lên, có một tia sợ hãi. Hiện tại, ngươi còn nói ta không phá nổi sao? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đầy trời thần văn vây quanh tế đàn, đem loại kia hư không lực lượng áp chế trở về. Đồng thời, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng hai người khác cường giả không chút do dự bộc phát ra nhục thân lực lượng, điên cuồng phá hủy tế đàn biên giới. Ken két, tế đài liệt phùng càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện đồng dạng bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Nam Cung Tiêu Tiêu nhục thân không cần nói, hai người khác có thể thông qua đệ nhất ải khảo hạch. Nhục thân lực lượng cũng không kém nơi nào, ba người hợp lực công kích, lực phá hoại có thể nghĩ. Hỗn trướng, hỗn trướng, loạn cổ đại đế ra sức gầm thét, đáng tiếc, chính hắn cũng không ở nơi đây, muốn đối phó Tiêu Phàm bọn họ, căn bản không có khả năng. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, căn bản không có xuất thủ ý tứ, cực lực thôi động hư không thần văn, áp chế không gian lực lượng. Mở cho ta, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích. Giống như chiến thần lâm thế, bá đạo thời khắc, một kích xuống tới, tế đàn trực tiếp vỡ ra. Hai người khác nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bá đạo lực lượng, cũng bị giật nảy mình, trong mắt càng là vẻ khó tin. Danh con, bản đế trở về, nhất định phải giết các ngươi, giết các ngươi. Loạn cổ đại đế sợ hãi, bản thân bố trí vô số tuế nguyệt, mắt thấy liền muốn thành công, liền muốn hủy ở mấy cái tiểu tử trong tay, cái này khiến hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Người uy hiếp có ý nghĩa sao? Nam Cung Tiêu Tiêu khinh thường, tiếp tục công kích, tế đàn đang bị chậm rãi phá hủy, cũng đã hủy 1/3 tả hữu. Cầu hình quang đoàn cũng lấp lóe không ngừng, quang mang lúc sáng lúc tối, tiếp tục như vậy, tế đàn bị hủy diệt, cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Không muốn cùng hắn nói nhảm, nhanh, Tiêu Phàm hét lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia quang đoàn. Vừa mới quang đoàn lấp lóe thời khắc, Tiêu Phàm mơ hồ thấy được hai đạo thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma Linh Hồn. Nhìn thấy hai người còn sống, Tiêu Phàm tự nhiên kích động vô cùng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn hủy đi tế đàn, cứu ra hai người. Rầm rầm rầm, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người cũng kiệt lực xuất thủ, nhìn thấy tế đàn sắp hủy diệt, trong lòng càng là kích động không hiểu. Có thể nơi xa thiên tinh tử cùng hướng Nam Thiên bọn họ không bình tĩnh. Đây là muốn nhường Tiêu Phàm bọn họ hủy tế đàn, bọn họ không phải liền bạch bận rộn sao? Ha ha, thiên tinh tử, lần này, người đứng sai đội. La Vô Đạo nộ khiếu nói, bất quá trong lòng của hắn lại 10 phần kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực. Nếu là đổi lại bọn họ, tuyệt đối không có khả năng hủy đi tế đàn, liền là cái kia thời không lực lượng, bọn họ đều không phá hư được. Giết, Ân Minh Tử hừ lạnh một tiếng, điên cuồng công kích tới thiên tinh tử. Mắt thấy tế đàn liền bị hủy đi, lúc này không liều mạng, còn chờ đợi lúc nào. Mấy tức sau đó, ở Tiêu Phàm bọn họ điên cuồng công kích đến, tế đàn rốt cục nổ tung, hóa thành vô số toái thạch bay vụt tứ phương, cái kia quang đoàn cũng nháy mắt biến ảm đạm rất nhiều. Hỗn trướng, bản đế trở về thời khắc, định nhường các ngươi sống không bằng chết, tru các ngươi cửu tộc. Loạn cổ đại đế thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ loạn cổ đại đế lần này thất bại, về sau còn có thể truyền tống trở về. Nếu quả thật là dạng này, vậy sau này bản thân có thể liền muốn đối mặt một cái đại đế cảnh địch nhân. Binh tới tướng đỡ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngưng tiếng nói.
chỉ cần loạn cổ đại đế hiện tại không có trở về, hắn liền không chỗ nào e ngại, tương lai hắn cũng nhất định sẽ bước vào cảnh giới kia, đối mặt đồng cảnh giới người, hắn Tiêu Phàm lại có sợ gì? Theo lấy tế đàn hủy diệt, hướng Nam Phong thi thể cũng ngã xuống, miệng lớn thở phì phò, trên mặt có chút trắng bệch. Kiếm Hồng Trần, hướng Nam Phong hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Cút ngay, Tiêu Phàm đối hướng Nam Phong nhưng không có cái gì tốt cảm giác, một cước đá tới, huống chi, trước mắt hướng Nam Phong, cũng không phải chân chính hướng Nam Phong. Hướng Nam Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên bị Tiêu Phàm một cước đạp đi ra ngoài, đồng thời, Tiêu Phàm đi tới quang đoàn phía dưới, đánh ra một đạo thủ quyết, liền đưa tay vươn vào cái kia quang đoàn. Ngay sau đó, hai đạo lưu quang bị hắn trực tiếp rút ra, chính là Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma Linh Hồn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Bạch Ma Linh Hồn nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, nhếch miệng cười nói. Quân Nhược Hoan không có việc gì đi, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Yên tâm, hắn bị ta linh hồn bảo hộ lấy, tạm thời không ngại, lão già kia linh hồn lực lượng tuy mạnh, nhưng chung quy là cách vô hạn thời không. Bạch Ma trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm sát khí. Lão Tam, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu mang theo Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan nhục thân đi tới. Tiêu Phàm bóp ra một đạo thủ quyết, sau đó đem Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan linh hồn đánh vào hai người nhục thân, nhìn thấy hai người trên người sinh cơ càng ngày càng nồng đậm, hắn cũng nới lỏng khẩu khí. Lập tức, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia lấp lóe quang cầu phía trên. Nơi xa, Thiên Tinh Tử cùng hướng Nam Thiên mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm thành công phá hủy tế đàn, vừa kinh vừa sợ, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Ha ha, Thiên Tinh Tử, các ngươi tính toán đánh nhầm, hiện tại, cho ta nạp mạng đi. La Vô Đạo cũng dài hút một hơi. Loạn cổ đại đế bị bức lui, bọn họ cũng xem như tránh thoát một kiếp, về phần tương lai như thế nào, bọn họ căn bản không lo lắng. Hỗn trướng, Kiếm Hồng Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thiên Tinh Tử ngửa mặt lên trời nộ khiếu, sau đó thân hình đột nhiên hướng về hậu phương thối lui. Hiện tại đấu xuống dưới, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn nhưng không làm vô vị chiến đấu. Thiên Bằng, đi, Thiên Tinh Tử hét lớn một tiếng, bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, từ đại điện cửa ra bay đi ra ngoài. Hướng Nam Thiên phản ứng cũng rất nhanh, trong mắt hắn tràn đầy nồng đậm không cam lòng, nhưng là lưu ở nơi này. Tiêu Phàm bọn họ nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ tới cái này, hắn cũng rời khỏi đại điện, đồng thời rời khỏi đại điện, còn có Thiên Bằng cùng hai người khác. La Vô Đạo, Ân Minh Tử đám người cũng không có tiếp tục truy sát, toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đỉnh đầu quang cầu, mỗi người trong mắt đều lóe qua một vòng sốt ruột. Cũng liền ở lúc này, một đạo thân ảnh bỗng từ đám người bên người lướt qua, hướng về đại điện bên ngoài bay đi. Nam Cung Tiêu Tiêu mới vừa chuẩn bị truy đi ra ngoài, liền bị Tiêu Phàm gọi ra, nói, lão nhị, không cần đuổi. Hướng Nam Phong, dĩ nhiên nhường hắn chạy trốn. Nam Cung Tiêu Tiêu tức giận hừ một tiếng. Hắn đã không phải là hướng Nam Phong. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hắn xác thực không phải hướng Nam Phong nhưng không có kích thương ta thực lực. La Vô Đạo mặt âm trầm, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên, báo một quyền kia mối thù. Nhưng hắn càng thêm quan tâm là Tiêu Phàm đỉnh đầu quang cầu, người nào đều có thể cảm nhận được quang cầu bên trong bàng bạc lực lượng, vật này hiển nhiên không đơn giản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không phải hướng Nam Thiên, lại là ai? Ân Minh Tử ngưng tiếng nói. Hắn là loạn cổ đại đế tôi tớ một sợi tàn niệm, cũng là đại đế tu vi, mọi người về sau nhìn thấy, vẫn là cẩn thận một chút. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Nam Cung Tiêu Tiêu liền nói ra. Trong mắt mọi người lóe qua một vòng kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, chỉ ít, hướng Nam Phong thực lực còn uy hiếp không được bọn họ. Chỉ là loạn cổ đại đế tôi tớ sao? Tiêu Phàm trong lòng mặc niệm một câu, nếu như nói trước đó hắn còn tin tưởng vững chắc hướng Nam Phong liền là loạn cổ đại đế tôi tớ. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm cũng không tin, loạn cổ đại đế thủ đoạn hắn không biết. Nhưng xem như một cái tôi tớ cứ như vậy cường đại, hắn bản thân lại làm sao có thể yếu đây. Lần này loạn cổ đại đế truyền tống mặc dù thất bại, nhưng ai biết có hay không truyền tống một đạo ý niệm tới. Các vị, quang cầu này bên trong hàm chứa bàng bạc linh hồn lực lượng, ta và lão nhị liền không cùng các ngươi tranh giành.
Tiêu Phàm lại nhìn về phía đám người, cười cười nói. Không tranh, đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, đầu tiên là vui vẻ, có thể tùy cơ hội lại biến vô cùng ngưng trọng lên. Bọn họ trong đầu nháy mắt nhớ tới trước đó Tiêu Phàm từ bỏ tranh đoạt loạn cổ đại đế truyền thừa một màn, cuối cùng thiếu chút nữa thì hại La Vô Đạo. Còn tốt cuối cùng hướng Nam Phong đánh lén La Vô Đạo, nếu không mà nói, không may có thể liền là La Vô Đạo. Hiện tại Tiêu Phàm lại muốn từ bỏ cái này năng lượng quang cầu, đám người phản ứng đầu tiên liền là đề phòng, một phần vạn lại bị Tiêu Phàm gài bẫy đây. Tiêu Phàm nơi nào còn không minh bạch bọn họ ý tứ đây, đắng chát cười nói, ta vừa mới mượn mọi người tay, đã cứu ta hai cái bằng hữu, đối ta tới nói, cái này đã đủ. Có đúng không? La Vô Đạo nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng ánh mắt lại là rõ ràng không tin. Kiếm Hồng Trần, chúng ta nơi này có 9 người, cái này năng lượng quang cầu liền chia làm 9 phần, ngươi không lấy, chúng ta cũng khó có thể an tâm. Ân Minh Tử trực tiếp đoạn nói ra. Hắn nhìn qua u ám, nhưng là làm người lại là 10 phần ngay thẳng, nghĩ cái gì nói cái gì. Vậy được rồi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, đưa tay vung lên. Cái kia năng lượng quang cầu liền nứt ra, một phần rơi vào ở trong tay hắn, vừa lúc là 1/9, không nhiều không ít. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trực tiếp há miệng hút vào, đem cái kia năng lượng quang cầu trực tiếp nuốt vào trong bụng, cả người trên người phát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức. Đã các ngươi không muốn, vậy ta cũng lấy một phần. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy, tự nhiên không do dự, cũng đồng dạng lấy một phần. Những người khác nhìn thấy. Sắc mặt đỏ lên, bản thân dĩ nhiên hoài nghi Tiêu Phàm hảo ý, bất quá lời đã xuất miệng, bọn họ cũng không tiện thất hứa. Lập tức đám người nhao nhao xuất thủ, đem còn lại năng lượng quang cầu toàn bộ chia cắt sạch sẽ, ngồi ở nguyên địa liền bắt đầu luyện hóa. Ầm ầm, có mấy người trên người bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, chung quanh thần lực ba động cũng biến bắt đầu cuồng bạo. Đột phá, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đám người. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người trên người khí tức mạnh nhất, rõ ràng cũng đã đột phá đến thần vương cảnh. Chỉ cần vượt qua thần vương kiếp, liền có thể trở thành chân chính thần vương cường giả. Một lát sau, đám người đem cái kia linh hồn năng lượng luyện hóa hầu như không còn, có chút kích động đứng dậy. Thần vương cảnh A, tuy nhiên bọn hắn tự tin bản thân có thể đột phá đến cấp độ này, có thể chân chính phóng ra, nội tâm vẫn là 10 phần kích động. Kiếm Hồng Trần. Là ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Thần ma kiếp gặp, cáo từ. Ân Minh Tử hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái, dứt khoát quay người rời đi. Cáo từ, La Vô Đạo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, cũng quay người rời đi. Mấy người khác cũng lần lượt cáo từ, rời khỏi đại điện, một lát sau, liền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Lão nhị, như thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem vừa mới đứng dậy Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Cảm giác rất tốt, chỉ cần vượt qua thần vương kiếp, ta liền là thần vương cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu cười to nói, thể nội có loại không nói ra được đến thoải mái. Thần vương cảnh A, đây chính là hắn mơ tưởng truy cầu cảnh giới, hiện tại rốt cục đạt đến. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Lão Tam, vừa mới ngươi đem năng lượng quang cầu cho bọn hắn, cũng không giống như ngươi làm người A. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Bị ngươi phát hiện, Tiêu Phàm cười ha ha, mở ra bàn tay, lòng bàn tay tức khắc xuất hiện một mai hôi sắc hạt châu. A, đây không phải. Ha ha, tốt, vật này, có thể so sánh đoàn kia năng lượng quang cầu muốn quý giá nhiều. Nam Cung Tiêu Tiêu cười to nói. Kỳ thật, ngoại trừ cái này, ta phát hiện. Nơi này quý giá nhất cũng không phải cái kia năng lượng quang cầu. Tiêu Phàm đột nhiên ý vị thâm trường cười nói. Còn có cái gì so năng lượng quang cầu còn đắt hơn nặng? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Tiêu Phàm không có để ý tới, mà là đi đến cái kia phá hư tế đàn phía trên, lấy ra tu la kiếm, từng đạo kiếm khí quét dọn, bốn phía rất nhanh liền bị thanh lý không còn một mảnh. Này mặt đất rất vuông vức a. Nam Cung Tiêu Tiêu gãi gãi đầu. Cau mày nói. Tiêu Phàm mỉm cười, đi đến trước đó tế đàn vị trí trung ương, lập tức đánh ra một đạo thủ quyết. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất khẽ run lên, lại là nhìn thấy cái kia vuông vức mặt đất, đột nhiên một thạch trụ đứng vững mà lên. Đây là, Nam Cung Tiêu Tiêu trong mắt lộ ra kinh ngạc, tựa như phát hiện đại bảo tàng một dạng,
cột đá cũng liền 1 mét cao, thế nhưng thạch trụ thượng phương, lại là nạm một cái hắc sắc cái hộp nhỏ, hộp cũng liền rộng 5 tấc, dài 1 thước, nhìn qua 10 phần tiểu xảo. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ, có thể làm cho loạn cổ đại đế giấu ở trong này đồ vật, khẳng định không đơn giản. Tiêu Phàm đi đến cột đá trước mặt, gỡ xuống cái kia màu đen hộp, hộp tử thương bên có mấy đạo cấm chế, bất quá cấm chế uy lực cũng đã nhỏ yếu. Lấy Tiêu Phàm ở thần văn phía trên tạo nghệ, dễ như trở bàn tay liền giải khai. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là 10 phần cẩn thận, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cách một đoạn cự ly nhìn xem, nhưng một bộ linh hồn phân thân cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Làm chiếc hộp màu đen mở ra một sát na kia, một cỗ nồng đậm hương khí đập vào mặt, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lách mình liền xuất hiện ở hộp một bên. Lại là phát hiện, trong hộp lẳng lặng nằm một mai đan dược, còn có từng mảnh pháp tắc toái phiến, nhiều đến 30-40 phiến. Trừ cái đó ra, còn có một chương kim sắc giấy mỏng chiếu lấp lánh, bộc lộ ra một cỗ thần thánh chi khí, đối mặt cỗ kia khí tức, Tiêu Phàm hai người có loại quỳ bái cảm giác. Một trang giấy, Nam Cung Tiêu Tiêu mặt lộ cổ quái. Hẳn không phải là đơn giản một trang giấy, vật này chất liệu cứng rắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Loạn cổ đại đế làm người mặc dù không được tốt lắm, nhưng hắn đổ vật, khẳng định không đơn giản, người chính là nhận lấy đi. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ngươi không muốn, Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái, nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai, hắn cũng đành phải coi như thôi, đem vật này cất cẩn thận. Lập tức, Tiêu Phàm lại nhìn về phía trong hộp pháp tắc toái phiến, trực tiếp đoạn nói, những cái này pháp tắc toái phiến, ta hữu dụng, viên đan dược này ngươi thu hồi đến. Ta cũng đã đột phá thần vương cảnh, chỉ cần vượt qua thần vương kiếp là được, pháp tắc toái phiến đối ta cũng vô dụng, về phần này đan dược, ta xem hay là ngươi bản thân nhận lấy đi. Nam Cung Tiêu Tiêu không muốn cùng Tiêu Phàm tranh đoạt. Tình nghĩa huynh đệ, có thể xa xa không phải một mai đan dược có thể so sánh, dù là này đan dược lại như thế nào quý giá. Ngươi thật không muốn, ngươi cũng biết, đây là cái gì đan. Tiêu Phàm nhìn về phía cái kia đan dược thời khắc, ánh mắt đều nóng rực lên, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ta nói không muốn liền không muốn, ngươi không phải luyện đan sư à, về sau chờ ngươi đột phá đan vương, thậm chí đan đế, lại cho ta luyện chế mấy cái chính là. Nam Cung Tiêu Tiêu không có vấn đề nói. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, cũng được. Hắn có một câu không nói, này đan dược, có thể liền đan đế cũng chưa hẳn có thể luyện chế được, chỉ là bởi vì quá mức quý giá, cho nên hắn dứt khoát lưu ở trong tay tự mình. Hơn nữa, hắn trong thời gian ngắn, cũng đoán chừng không dùng đến này đan dược. Lão nhị, người thay ta hộ pháp, ta trước luyện hóa những cái này pháp tắc toái phiến. Tiêu Phàm thu hồi đan dược, cuối cùng trong trận nhìn xem cái kia hơn 30 phiến hắc sắc pháp tắc toái phiến nói. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không dám quấy nhiễu ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm lại nhìn nơi xa Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan hai người một cái, hai người tạm thời hôn mê, đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, đem cái kia hơn 30 phiến pháp tắc toái phiến trực tiếp ném vào hắc sắc vòng xoáy. Lấy hắn bây giờ thực lực, luyện hóa pháp tắc toái phiến tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều, chỉ bất quá này hơn 30 phiến pháp tắc toái phiến rõ ràng so với hắn trước đó lấy được 7 mảnh còn tinh khiết hơn một chút. Nhìn thấy những cái này pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy tự tin, nếu là luyện hóa bọn chúng, hắn có 8 thành nắm chắc đột phá thần vương cảnh. Chỉ là, hắn hiện tại bước đi, cùng các người đã có chút khác biệt, trong lòng vẫn như cũ có chút không xác định mà thôi. Một thoáng thời gian, vô tận chiến điển vận chuyển mà lên, Tiêu Phàm bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa pháp tắc toái phiến, vì đột phá thần vương cảnh làm cuối cùng đột phá. Hắn bây giờ nhục thân cùng linh hồn cũng đã toàn bộ viên mãn, cũng chính là bình thường bán bộ thần vương, phong hầu cường giả. Dựa theo cảnh giới để cân nhắc, hắn chỉ cần lại tiến một bước, liền là thần vương cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu đứng ở đằng xa lẳng lặng chờ đợi, linh hồn chi lực liếc nhìn lấy cả tòa đại điện, dù là một con muỗi cũng đừng nghĩ tới gần Tiêu Phàm. Thời gian chậm rãi xói mòn, rất nhanh liền đi qua 3 tháng thời gian, Tiêu Phàm vẫn là đánh giá cao bản thân luyện hóa những cái này pháp tắc toái phiến tốc độ. 3 tháng thời gian, hắn vẻn vẹn luyện hóa 1/3 mà thôi.
bất quá nhường hắn kinh hỉ là, hắc sắc vòng xoáy lại thu nhỏ một chút, trước đó là củ lạc lớn nhỏ, như vậy hiện tại lại là so đậu nành đều muốn nhỏ. Kinh hỉ đồng thời, hắn cũng phiền muộn, kẻ khác nhân thể bí cảnh, đều là càng luyện càng lớn, mà hắn cái này hắc sắc vòng xoáy, lại là càng ngày càng nhỏ. Cũng may hắc sắc vòng xoáy uy lực một mực đang tăng cường, nếu không mà nói, Tiêu Phàm còn tưởng rằng tự mình tu luyện sai lầm. Cũng liền ở lúc này, đại điện bên ngoài một chỗ trong tầng mây, một đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn xem đại điện vị trí, nếu như Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, chính là trước đó đào tẩu hướng Nam Phong. 3 tháng, tiểu tử kia dĩ nhiên còn không đi. Hướng Nam Phong trong mắt lóe qua nồng đậm sát khí, phiền muộn đến cực điểm, mấy lần hắn đều kém chút nhịn không được xông đi lên. Không được, bọn họ bên trong thế nhưng là có một cái đại đế linh hồn, bản đế chưa chắc là bọn họ đối thủ, nếu là có thể nuốt thánh nguyên kim đan, bản đế liền có thể khôi phục đại đế tu vi, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hướng Nam Phong tự nhủ, chậm rãi chìm vào mây trắng, ẩn giấu đi tung tích. Hắn không biết, lần này, liền là 1 năm thời gian, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ ở trong đại điện ròng rã ngây người 1 năm thời gian. Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan 2 người cũng đã tỉnh lại, hơn nữa 2 người bị loạn cổ đại đế rút lấy linh hồn, ở cái kia quang đoàn bên trong cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn, 2 người cũng đã bước vào thần vương cảnh tầng thứ. Nam Cung Tiêu Tiêu ngồi ở đó, trên người cũng đã dính đầy cho bụi, liền tựa như một tôn thạch điêu đồng dạng, không nhúc nhích. Lão Tam, người còn không tỉnh, ta khả năng liền ép không được thần vương kiếp. Nam Cung Tiêu Tiêu thật sâu hít khẩu khí nói. Nam Cung tiểu tử, ngươi và Quân tiểu tử 2 người đi độ kiếp a, ta ở trong này cho hắn hộ pháp. Bạch Ma đi tới, hắn cùng những người khác khác biệt, đột phá thần vương cảnh cũng chỉ là khôi phục mà thôi, căn bản không cần độ kiếp. Oanh, lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, đó là kinh mạch khuếch trương thanh âm, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc thần lực từ Tiêu Phàm trên người hiện lên mà ra. Ở Tiêu Phàm quanh thân, càng là hiện lên 5 loại huyền diệu lực lượng, lẫn nhau thay nhau, quấn vòng quanh. Nhìn thấy một màn này, liền Bạch Ma cũng không khỏi trợn to 2 mắt, kích động kêu lên, gia hỏa này muốn đồng thời lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc chi lực. Biến thái, yêu nghiệt, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan 2 người cũng đồng thời mắng, hoàn toàn bị Tiêu Phàm trên người khí tức kinh ngạc. 5 loại pháp tắc chi lực A, này có thể căn bản không phải người có thể lĩnh ngộ. Người bình thường cũng liền lĩnh ngộ 1 loại pháp tắc chi lực mà thôi. Có thể lĩnh ngộ 2 loại liền xem như thiên tài, 3 loại liền là thiên kiêu, 4 loại có thể xưng là yêu nghiệt, 5 loại, chỉ có thể dùng quái thai để hình dung. Nhưng mà, để bọn hắn chấn kinh là, này còn vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Hô hô, đang lúc đám người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm quanh thân, đột nhiên lại toát ra mấy loại pháp tắc chi lực, có hỏa diễm pháp tắc, có phong chi pháp tắc. Cũng có kim chi pháp tắc. Bạch Ma bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, 5 loại pháp tắc có thể xưng là quái thai, vậy 6 loại, 7 loại đây. Công tử sẽ không lĩnh ngộ 9 hệ pháp tắc a? Quân Nhược Hoan nuốt nuốt nước bọt, run rẩy nói ra. Bạch Ma cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trầm mặc không nói, nhìn xem Tiêu Phàm quanh thân toát ra pháp tắc lực lượng, bọn họ cũng có loại ý nghĩ này. Mà Tiêu Phàm lại là hồn nhiên không biết. Hắn tâm thần một mực đắm chìm trong thể nội hắc sắc vòng xoáy. Giờ phút này hắc sắc vòng xoáy, liền mắt thường cũng đã hoàn toàn bắt không tới, tựa như cứ như vậy biến mất một dạng. Biến mất, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, những người khác đột phá thần vương cảnh, nhân thể bí cảnh liền có thể hóa thành nội thiên địa, giống như một cái tiểu thế giới một dạng. Nhưng hắn lại trực tiếp đem hắc sắc vòng xoáy cho luyện không có, này muốn nói đi ra ngoài. Đoán chừng người nào đều sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật liền là như thế, hắn hắc sắc vòng xoáy cũng đã giống như bụi bặm đồng dạng, nhỏ bé không thể gặp. Cũng may hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được hắc sắc vòng xoáy tồn tại, linh hồn bản thể cùng thí thần cũng ở trong đó. Như thế nào mới có thể đột phá thần vương cảnh? Tiêu Phàm trong lòng một mực đang suy nghĩ, hắn đường đã cùng người khác khác biệt, cần chính hắn đi thăm dò. Theo lấy hắn quanh thân pháp tắc chi lực nở rộ, Tiêu Phàm trên người khí thế càng ngày càng mạnh, vô tận chiến điển cũng nhanh chóng vận chuyển. Thể nội thần lực không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch, rửa sạch nhục thân, mỗi một tấc da thịt đều đang tỏa sáng. Từ ngoại giới nhìn lại,
Tiêu Phàm cả người kim quang vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một vị thần linh ngồi ở đó. Hắc sắc vòng xoáy có thể thôn vệ pháp tắc lực lượng, cuối cùng còn thừa lại vài miếng pháp tắc toái phiến, nếu không để nó toàn bộ đều thôn vệ. Thử một phen, Tiêu Phàm phát hiện, bản thân vẫn như cũ không cách nào đột phá thần vương cảnh, trong lòng cũng biến lo lắng. Bây giờ duy nhất phương pháp, liền là nhường hắc sắc vòng xoáy thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ, hắn cũng không tin, hắc sắc vòng xoáy còn có thể thu nhỏ. Đúng rồi, muốn đột phá, ta cũng hẳn là tu luyện vô tận chiến điển đệ tứ trọng, có lẽ, đây cũng là một cái nguyên nhân. Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức hắn đình chỉ vận chuyển vô tận chiến điển đệ tam trọng, tâm thần chìm vào vô tận chiến điển đệ tứ trọng. Vô tận chiến điển lại thôn vệ cái khác thần điển sau đó, đệ tứ trang đã bị cổ văn lấp đầy, làm Tiêu Phàm tâm thần rơi vào đệ tứ trang thời điểm, trong đầu đột nhiên buông lỏng không ít. Trước đó hắn căn bản xem không hiểu đệ tứ trọng, nhưng mà hiện tại, nhìn một chút, bản thân vậy mà liền hiểu được hành công lộ tuyến. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng kích động không hiểu, có lẽ, bản thân thật có thể nhờ vào đó đột phá thần vương cảnh. Đương nhiên, hắn cũng không có từ bỏ luyện hóa còn lại vài miếng pháp tắc toái phiến, theo lấy pháp tắc toái phiến bị luyện hóa, hắc sắc vòng xoáy vẫn như cũ còn đang không ngừng giảm nhỏ. Này dĩ nhiên còn không phải hắc sắc vòng xoáy cực hạn. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ là hắc sắc vòng xoáy thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ còn chưa đủ à? Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm tiếp tục kiên trì, còn lại vài miếng pháp tắc toái phiến, hắn lại tốn 7 ngày thời gian mới triệt để luyện hóa hoàn thành. Nhưng mà, nhường hắn tuyệt vọng là, hắc sắc vòng xoáy vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là cũng sẽ không thu nhỏ. Còn có ta bản thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, một năm này, hắn cũng đã không chỉ có chạm tới pháp tắc tầng thứ, hơn nữa cũng đã chân chính lĩnh ngộ được. Những cái này pháp tắc chi lực mặc dù không có bao nhiêu, nhưng cũng may chủng loại nhiều, lực lượng cũng không yếu. Tiêu Phàm thao túng bản thân lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng rót vào hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, sau nửa ngày, Tiêu Phàm đã có loại từ bỏ xúc động. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Răng rắc một tiếng vang giòn quanh quẩn ở Tiêu Phàm trong đầu, thanh âm kia, liền một khỏa trùng tử nảy mầm đồng dạng, phá xác mà ra. Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét tới, lại là nhìn thấy hắc sắc vòng xoáy đã nứt ra một đạo lỗ hổng càng mở càng lớn, từng đạo hà quang từ đâu trong lỗ phun ra mà ra, nháy mắt đem bóng tối kia cho xua tan không còn một mảnh. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ hấp lực sinh ra, điên cuồng cắn nuốt hắn thể nội thần lực. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, Tiêu Phàm thể nội thần lực liền bị thôn vệ không còn, lập tức bắt đầu thôn vệ hắn huyết khí. Thần lực không đủ, Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này tâm thần nhất định phải thời khắc chú ý đến hắc sắc vòng xoáy, căn bản không có khả năng phân thần. Nếu không mà nói, hắn đại khái có thể lấy ra vô số thần thạch, có thần thạch bổ sung bản thân thần lực. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể dùng bản thân huyết khí đến bổ sung, tiếp tục như vậy, không cần bao lâu, chính hắn cũng liền phế đi. Nếu là người khác biết rõ, bản thân đột phá, bị bản thân cho giết chết, vậy liền trở thành thiên đại chê cười. Ngoại giới, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người một mực chú ý đến Tiêu Phàm động tĩnh, đột nhiên nhìn thấy bốn phía thần linh chi khí điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Nhưng là vẻn vẹn chốc lát, bốn phía thần linh chi khí liền bị rút ra không còn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhục thân làm xẹp xuống dưới, sinh cơ cũng đang nhanh chóng sói mòn. Công tử đây là, Quân Nhược Hoan trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Chẳng lẽ, Bạch Ma Mãnh Kinh, tựa như vang lên cái gì, hắn còn không có độ kiếp, liền chuẩn bị mở ra nội thiên địa. Mở ra nội thiên địa, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ tự nhiên biết rõ mở ra nội thiên địa là cái gì. Đột phá thần vương cảnh. Nhân thể bí cảnh liền sẽ trưởng thành đến cực điểm, lúc này lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, liền muốn mở ra nội thiên địa. Chỉ có thành công mở ra thành nội thiên địa, tu sĩ mới có thể tiếp tục đột phá. Nếu như thuyết pháp tắc chi lực là một cái thần vương bên ngoài đặc thù, cái kia nội thiên địa, liền là thần vương nội tại đặc thù. Chỉ là, người bình thường đều là vượt qua thần vương kiếp, sẽ chậm chậm mở ra nội thiên địa, nhưng là Tiêu Phàm, lại là đem cái này trước thời hạn. Phải biết, mở ra nội thiên địa cũng không phải như thế đơn giản, cần đại lượng thần linh chi khí, cho nên ở trong mở ra thiên địa trước đó,
đều muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Thực sự là lỗ mãng, Bạch Ma lo lắng nói, lập tức há miệng bỗng nhiên phun một cái, từng khỏa trong suốt tỏa sáng thần thạch từ hắn trong miệng gào thét mà ra, toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trước người. Nam Cung huynh, nhanh, đem thần thạch đều lấy ra. Quân Nhược Hoan cũng hiểu được, thôi động trên ngón tay càn khôn giới, từng tòa núi nhỏ thần thạch bị đổ đi ra. Nam Cung Tiêu Tiêu chỗ nào còn sẽ do dự, cơ hồ đem bản thân tất cả thần thạch đều cầm đi ra. Nhưng mà, Tiêu Phàm thôn phệ thần linh chi khí tốc độ, 10 phần đáng sợ, chỉ thấy cái kia núi nhỏ cao thần thạch đống, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Giờ phút này Tiêu Phàm thân thể, đơn giản liền là một cái vô địch hắc động, vô luận bao nhiêu thần thạch đều lấp không đầy một dạng. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lại cảm nhận được bản thân thể nội thần lực lại biến tràn đầy lên, rốt cục thở dài một hơi, nhiều như vậy thần thạch, đoán chừng là lão nhị bọn họ phát hiện, còn tốt, bằng không liền thảm rồi. Theo lấy cuồn cuộn thần lực tràn vào hắc sắc vòng xoáy, hắc sắc vòng xoáy cũng triệt để nở rộ mà ra, bất quá bây giờ, đã không phải là hắc sắc vòng xoáy, mà là một cái điểm sáng màu vàng óng. Tiêu Phàm biết rõ, bản thân thành công. Điểm sáng màu vàng óng nhìn qua rất nhỏ, nhưng lại dường như một cái thế giới, hàm chứa bàng bạc lực lượng. Theo lấy thần lực tràn vào, điểm sáng màu vàng óng còn đang không ngừng biến lớn, từ bắt đầu bụi bặm lớn nhỏ, biến thành một trượng 3,33 mét chu vi, hơn nữa còn không có đình chỉ xu thế. Sau nửa ngày, điểm sáng vô hạn biến lớn, hoàn toàn cùng Tiêu Phàm tâm thần hòa làm một thể, hắn cảm giác mình liền thân ở kim sắc quang cầu bên trong một dạng. Về sau cũng không còn hắc sắc vòng xoáy, Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Thật lâu, tất cả mới bình tĩnh trở lại, kim sắc quang mang cũng chậm chậm biến mất, hắn phát hiện bản thân đứng ở một phiến mông lung không gian. Dưới chân, lại là một khối đất cát. Loại cảm giác này, Tiêu Phàm bỗng nhớ tới đã từng tiểu thiên địa, lúc trước tu luyện ra tiểu thiên địa thời điểm, chung quanh cũng là đồng dạng cảnh sắc. Chẳng lẽ bản thân lại tu luyện ra tiểu thiên địa, đây không phải đi trở về sao? Không đúng, đây không phải tiểu thiên địa, đây là thần vương cảnh đặc thù nội thiên địa, cũng là một cái chân chính thế giới. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đột phá thần vương cảnh, đều có thể nắm giữ bản thân nội thiên địa cùng ngoại giới một dạng, cũng không có quá nhiều khác nhau, chỉ là tất cả đều đang thần vương cường giả tự thân trong khống chế mà thôi. Nếu để cho nội thiên địa trưởng thành, về sau liền có thể biến làm một cái chân chính thế giới. Liền tựa như chiến hồn đại lục một dạng tiểu thế giới, liền có khả năng là cái nào đó siêu cấp cường giả nội thiên địa ngưng tụ mà thành, đây cũng là tiểu thế giới nhiều như vậy nguyên nhân một trong. Đương nhiên, nội thiên địa muốn trở thành chân chính thế giới, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy, chí ít, pháp tắc liền phải thích hợp sinh linh sinh tồn. Tiêu Phàm bây giờ nội thiên địa, hiển nhiên còn làm không được điểm này, còn không bằng trước đó tiểu thiên địa. Nhưng là, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, nội thiên địa thế giới bích lũy, xa so với trước kia tiểu thiên địa muốn kiên cố rất nhiều, bình thường thần vương cảnh đoán chừng đều khó có thể phá vỡ. Phá rồi lại lập, rốt cục lại đi trở về. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, hiện tại hắn đường, cũng đã về tới quỹ đạo, cùng với những cái khác thần vương cảnh đều không sai biệt lắm. Bốn phía mông lung vũ khí vẫn như cũ còn tại khuếch tán, bất quá rõ ràng chậm rất nhiều, nội thiên địa không gian, cũng liền chỉ có 100 trượng chu vi. Từ từ sẽ đến a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, lại là nhìn thấy linh hồn bản thể xếp bằng ở cát trên mặt đất, thí thần cũng lười rào rạt ghé vào bên trên. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi nội thiên địa, đồng thời bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai đạo thần quang từ hắn trong con người bắn ra mà ra. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trên người khí thế nháy mắt nội liếm, cùng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khác biệt, chỉ là lờ mờ lộ ra một cỗ khó có thể nói nên lời uy áp. Lão Tam, người đột phá thần vương cảnh, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hỉ hỏi. Vừa mới nếu như không phải các ngươi hỗ trợ, ta liền thảm rồi. Tiêu Phàm cười khổ gật gật đầu nói. Ta nói người tiểu tử, cũng quá lớn mật, liền thần vương kiếp đều không vượt qua, liền mở ra nội thiên địa. Đây quả thực cùng tự tìm cái chết không khác, về sau loại này sự tình, tốt nhất trước giờ cáo chi chúng ta. Bạch Ma hừ lạnh một tiếng, bất quá ngôn ngữ bên trong lại là đều là lo lắng ý. Ta biết, Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái. Hắn tự nhiên sẽ không nói,
hắn căn bản không phải cố ý đi mở ra nội thiên địa, mà là hắc sắc vòng xoáy bản thân hóa thành nội thiên địa. Hơn nữa lúc ấy hắn thật vất vả đột phá đến thần vương cảnh, tự nhiên sẽ không đi ngăn cản, toàn bộ quá trình cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Cần phải đi, La Vô Đạo bọn họ đoán chừng cũng đã toàn bộ đều tiến vào thần ma kiếp. Nam Cung Tiêu Tiêu híp híp hai mắt nói, hắn cũng đã không kịp chờ đợi tiến vào thần ma kiếp. Không phải muốn chờ linh khí bạo động, mới có thể rời đi đế huyết nhai sao? Tiêu Phàm cau mày nói. Ngươi cũng không phải không biết, cái kia linh khí bạo động, đều là này đại điện tế đàn gây nên, tế đàn bây giờ phá toái, ngoại giới trận pháp tự nhiên cũng liền phá vỡ, bây giờ đoán chừng tùy thời tùy khắc đều có thể tiến vào thần ma kiếp. Bạch Ma giải thích nói. Cũng đúng, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại hỏi, Bạch Ma, nếu vui mừng, nếu như không phải các ngươi nhắc nhở ta, lần này chúng ta đều phải cắm ở chỗ này. Là Bạch tiền bối công lao, hắn phát hiện bí mật này, mới để cho ta kịp thời nhắc nhở các ngươi, không muốn tiến vào này cung điện. Quân Nhược Hoan ngược lại là có chút không có ý tứ. Nếu như không phải Bạch Ma linh hồn đầy đủ cường đại, đoán chừng đã sớm biến thành loạn cổ đại đế cái kia truyền tống trận năng lượng. Bản đế cũng là không muốn chết mà thôi, huống hồ, ta tin tưởng ngươi tiểu tử có thể cứu chúng ta đi ra ngoài. Bạch Ma móng vuốt gãi gãi đầu nói. Tốt, đừng làm kiêu, cửa này xem như bình an vượt qua, về sau đụng tới cái gì truyền thừa, mọi người vẫn là rời xa một chút tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu trêu ghẹo nói. Vậy cũng không phải, nếu quả thật có thể lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, đó là không thể tốt hơn. Bạch Ma đột nhiên lắc lắc đầu nói. A, à, Tiêu Phàm mấy người kinh ngạc. Bạch Ma đã từng thế nhưng là đại đế a, liền hắn đều nói như vậy. Vậy cái này loạn cổ đại đế truyền thừa, đoán chừng cũng 10 phần bất phàm. Cái này loạn cổ đại đế ta cũng có chỗ nghe thấy, hơn nữa, loạn cổ đại đế chỉ là hắn xưng hô mà thôi, nhưng cũng không đại biểu hắn thực lực. Bạch Ma 10 phần trịnh trọng nói. Không phải hắn chân chính thực lực, chẳng lẽ chỉ là thần vương cảnh? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Bạch Ma lắc lắc đầu, Tiêu Phàm lại là mở ra bạch nhãn. Nói thần vương cảnh linh hồn có thể không làm gì được tiểu bạch, tất nhiên không phải đại đế cảnh, cái kia đoán chừng liền là siêu việt đại đế. Siêu việt đại đế, Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, đại đế liền là trong mắt bọn họ vô thượng tồn tại, siêu việt đại đế kia lại là cỡ nào đáng sợ. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng người này linh hồn chi lực xác thực cường đại, cách nhau vô tận thời không, dĩ nhiên có thể rút ra bản đế linh hồn, duy nhất có thể liền là so bản đế mạnh. Bạch Ma vẫn như cũ có chút khó chịu nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong đầu lại là nhớ tới loạn cổ đại đế tôi tớ, nếu như hắn là siêu việt đại đế, vậy hắn tôi tớ nắm giữ đại đế cảnh thực lực, cũng liền nói qua đi. Dừng một chút, Bạch Ma lại nói ra, hơn nữa, bản đế đã từng cũng đúng loạn cổ có chỗ nghe thấy, hắn sư tôn càng là truyền thừa 10 phần xa xưa, chính là thái cổ thần giới to lớn cự phách. Tê Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp hít một hơi lạnh. Loạn cổ đại đế cũng đã như thế cường hoành, hắn còn có một cái sư tôn. Loạn cổ đại đế, ta quân gia cổ tịch phía trên cũng ghi lại đôi câu vài lời, nhưng không có liên quan tới hắn sư tôn tin tức. Quân Nhược Hoan nhíu mày một cái nói. Tiểu Bạch, người có thể nhận biết vật này. Tiêu Phàm trên tay đột nhiên nhiều một mai hôi sắc hạt châu. Nhìn thấy một mai này hạt châu, Bạch Ma bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, không khỏi kinh sợ thối lui mấy bước. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, cái này là thời không thiên châu, nó làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Đúng rồi, trước đó ta linh hồn bị rút ra, liền là này hạt châu che lại ta linh hồn, nếu không bạch tiền bối cũng bảo không được ta. Quân Nhược Hoan cũng là kinh ngạc vô cùng. Thời không thiên châu, Tiêu Phàm nhíu mày, nó chẳng lẽ còn có cái gì lai lịch hay sao? Hắn lai lịch không phải nhỏ, Bạch Ma hít sâu một cái. Run giọng nói, đây là loạn cổ đại đế hắn sư tôn đồ vật. Loạn cổ đại đế sư tôn đồ vật, Tiêu Phàm mấy người hít một hơi lạnh, loạn cổ đại đế địa vị vẫn như cũ đáng sợ, hắn sư tôn đồ vật, lại là biết bao kinh khủng. Khó trách Bạch Ma khiếp sợ như vậy, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến này hôi sắc hạt châu, dĩ nhiên địa vị kinh khủng như vậy. Hắn trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi sự phía trước hôi sắc hạt châu bộc phát uy lực, trực tiếp quét ngang tất cả dị ma. Đoán chừng cũng chỉ có cấp độ kia cường giả pháp bảo, mới có dạng này uy lực. Tiêu Phàm rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, đột nhiên cảm giác này hôi sắc hạt châu biến vô cùng trầm trọng.
Không đúng, này hạt châu nếu là loạn cổ đại đế sư tôn đồ vật, vậy vì sao nó sẽ ngăn cản loạn cổ đại đế truyền tống tới? Quân Nhược Hoan ngưng tiếng nói. Là này hạt châu ngăn cản loạn cổ đại đế. Tiêu Phàm cũng kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng bản thân hủy diệt tế đàn, cho nên mới không nhường loạn cổ đại đế truyền tống tới đây chứ. Không nghĩ đến trong này còn có này hôi sắc hạt châu duyên cớ, không biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn. Bạch Ma cũng hít sâu một hơi, nói có một cái tin đồn, không biết thật giả, tin đồn, loạn cổ đại đế liền là bị hắn, sư tôn, đem thả trục tiến vào vô tận thời không loạn địa. Đám người thần sắc cứng lại, bây giờ nhìn đến, cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thả thông. Về phần loạn cổ đại đế sư tôn vì sao muốn trục xuất loạn cổ đại đế, cũng không phải là bọn họ có thể biết. Hơn nữa, lấy bọn hắn thực lực, cũng biết không đến cấp độ kia tầng thứ sự tình. Tốt, không nên nghĩ những cái này không ý nghĩa, đi thôi. Thật lâu, Bạch Ma mới đem đám người tâm thần kéo trở về. Không sai, chúng ta cảnh giới cuối cùng vẫn là quá yếu, thần vương cảnh không tính cái gì, việc cấp bách, là tiến vào thần ma táng địa lại nói. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Đám người đi ra đại điện, đang chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía đại điện một bên, luôn cảm giác thiếu đi một vật. Đúng rồi. Lúc này không chiến cổ đây, Tiêu Phàm nhíu mày lại, vật này uy lực, hắn thế nhưng là được chứng kiến, thế nhưng là khó lường bảo bối a. Hiện tại không thấy, nhất định là bị người cầm đi, nếu như là địch nhân lấy đi, vậy sau này có thể liền phiền toái. Thiên tinh tử, nhất định là thiên tinh tử, ta liền nói, hắn lúc ấy tại sao đi nhanh như vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt cũng khó coi. Lúc đó, thiên tinh tử thế nhưng là cái thứ nhất rời đi. Đám người lúc trước đều chỉ chú ý đại điện bên trong đồ vật, lại là quên thời không chiến cổ. Có thể không nghĩ đến, thiên tinh tử dĩ nhiên còn băn khoăn vật này, nếu như thời không chiến cổ thật rơi ở trong tay thiên tinh tử, lần này to lớn nhất thu hoạch người, đoán chừng liền là thiên tinh tử. Thiên tinh tử, người này thật đúng là tính toán không bỏ sót a. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Lúc trước hắn đều chỉ nhớ kỹ cứu Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma hai người, quên thời không chiến cổ. Bản thân có vẻ như ra một cái rất lớn sai lầm. Lão Tam, ngươi nếu như có thể luyện hóa thời không thiên châu, chưa hẳn sợ hắn cái kia thời không chiến cổ. Nam Cung Tiêu Tiêu lại nói ra. Ta thử một lần đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, đám người tức khắc hướng về chân trời lao đi. Cũng liền ở Tiêu Phàm bọn họ rời đi sau đó, một đạo thân ảnh từ tầng mây bên trong sông ra, nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, dĩ nhiên hơn một năm mới rời đi. Thân ảnh này tự nhiên không phải kẻ khác, mà là một mực chờ đợi hướng Nam Phong, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ rời đi, hắn không chút do dự xông vào đại điện bên trong. Lúc này, đại điện bên trong truyền đến một trận cuồng loạn tiếng kêu, hỗn trướng, lại đem bản đế đồ vật đều lấy đi. Hướng Nam Phong cái kia phiền muộn a, bản thân chờ đợi hơn một năm thời gian, lại là cái gì đều không lấy được, này khiến hắn như thế nào cam tâm. Giờ phút này, Hướng Nam Phong sắc mặt có chút vặn vẹo, biến vô cùng dữ tợn, kiếm hồng trần đúng không, lão tử nhất định muốn ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm tự nhiên không biết chuyện này, bọn họ rời đi đại điện, liền trực tiếp hướng cuối chân trời bay đi. Đại trận phá vỡ, cái gọi là thời không táng địa cũng đã biến mất, muốn rời đi cũng rất dễ dàng. Không bao lâu, Tiêu Phàm một nhóm liền bay ra đế huyết nhai, cực tốc hướng thần ma kiếp lao đi. Lão Tam! Các ngươi chờ ta một hồi, ta phải độ kiếp mới được. Nam Cung Tiêu Tiêu khổ sở nói, trên người hắn khí tức càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo, rốt cuộc áp chế không được. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đúng rồi, Nhược Hoan, ở trong này độ kiếp, có thể tiến vào thần ma kiếp a. Ta cũng không rõ ràng, bất quá tốt nhất vẫn là trước tiến vào thần ma kiếp lại nói. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói. Vậy liền mau chóng chạy tới thần ma kiếp, lão nhị, ngươi lại kiên trì một hồi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nếu là ở trong này vượt qua thần vương cảnh, đến lúc đó không cách nào tiến vào thần ma kiếp, vậy coi như thua thiệt lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, lại giữ vững được một ngày thời gian, bốn người liền đi tới U Minh Thâm Giản bên bờ, không chút do dự bước lên U Minh Thạch Trụ. Thật bàng bạc thời không chi lực. Tiêu Phàm nhìn xem U Minh Thâm Giản bốn phía quay cuồng hắc vụ, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc.
sau đó lại nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nói, Tiểu Bạch, người thay lão nhị cùng Nhược Hoan hộ pháp, ta ở trong này tu luyện nửa tháng liền cùng lên đến, nếu như nửa tháng sau ta không xuất hiện, các ngươi liền không cần chờ ta. Ngươi muốn thôn vệ những cái này hư vô loạn lưu. Bạch ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Hư vô loạn lưu, đây chính là thời không loạn địa cực kỳ đáng sợ lực lượng a, dù là thần vương đều trốn tránh, hiện tại Tiêu Phàm lại muốn dùng bọn chúng tu luyện, này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Ta thử xem, Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, không biết tại sao, nhìn thấy cái kia quay cuồng hư vô loạn lưu, hắn có loại cực kỳ đói khát cảm giác. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nửa tháng sau gặp, Nam Cung Tiêu Tiêu trịnh trọng nói. Hắn hiện tại thật cũng đã áp chế không được thể nội lực lượng, không kịp chờ đợi muốn tiến về thần ma kiếp. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn ba người rời đi, thật lâu sau đó, hắn con người mới rơi vào phía dưới quay cuồng hắc sắc phụ khí phía trên, đồng thời, lòng bàn tay hắn cũng xuất hiện một mai hôi sắc hạt châu. Thời không thiên châu, liền nhìn ngươi, cũng đừng hại ta. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem thời không thiên châu, này hạt châu dĩ nhiên phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Tựa như phía dưới có cái gì đồ vật đang triệu hoán nó một dạng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bỗng nhảy lên mà ra, trực tiếp nhảy xuống u minh thâm giản, biến mất ở nồng đậm hư vô loạn lưu. Nếu như có người nhìn thấy Tiêu Phàm lần này cử động, đoán chừng phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Phải biết, u minh thâm giản, đây chính là có tiếng tử vong chi địa, cũng là đế huyết nhai nguy hiểm nhất địa phương, dù là thần vương cường giả đều không dám tiến vào a. Tiêu Phàm liền thần vương kiếp đều không vượt qua, dĩ nhiên không kiêng nể gì như thế, trực tiếp nhảy xuống, này không khác tự tìm cái chết. Ầm ầm, đột nhiên, u minh thâm giản bên trong hư vô loạn lưu, bắt đầu nộ khiếu lên, không ngừng quay cuồng, biến cuồng bạo không thôi, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía. Quả nhiên làm được, chính đang không ngừng rơi xuống Tiêu Phàm, nhìn thấy cuồn cuộn lực lượng tràn vào thời không thiên châu, trên mặt hắn cũng rốt cục lộ ra một nụ cười. Lập tức hít sâu một cái, nói có lẽ, có thể nhờ vào đó luyện hóa thời không thiên châu cũng nói không chừng. Tiêu Phàm không ngừng hạ xuống, hư vô loạn lưu lực lượng mãnh liệt rảo sát lấy nhục thân của hắn, hắn toàn lực thúc giục thời không thiên châu phát ra một đạo vầng sáng, đem hư vô loạn lưu ngăn cản bên ngoài. Chỉ là không có luyện hóa thời không thiên châu, Tiêu Phàm thôi động lên còn tương đối cố hết sức, hơn nữa vẻn vẹn có thể thôi động một phần vạn không đến uy lực. Tiêu Phàm trong lòng đã có chút chờ mong, nếu là có thể luyện hóa thời không thiên châu liền tốt, dù là không thể hoàn toàn phát huy thời không thiên châu uy lực, nhưng là chí ít không cần khổ cực như thế. Bất quá cũng may, thời không thiên châu ở hấp thu bốn phía hư vô loạn lưu bên trong thời không chi lực sau, dĩ nhiên tự động vận chuyển lại, này cũng làm cho Tiêu Phàm buông lỏng không ít. Này khe sâu có vẻ như có chút sâu a. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cũng đã hạ lạc nửa chén trà nhỏ thời gian. Vậy mà còn không dừng lại. Đến lúc đó đi lên, có thể liền phiền toái, dù sao, nơi này cũng không thể không kiêng nể gì cả ngự không phi hành. A, cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, đồng dạng tâm thần chìm vào nội thiên địa, lại là phát hiện nội thiên địa vậy mà đang nhanh chóng mở rộng. Mặt đất cát đá, dĩ nhiên chuyển hóa hoàng sắc thổ nhưỡng. Chẳng lẽ thời không chi lực có thể làm cho nội thiên địa trưởng tê? Khô Lâu Vương, đây chính là tương đương với nhân loại thần vương cảnh a. Một bộ chết đi thi cốt, trọng sinh ra đời linh trí, dĩ nhiên cũng tương đương với thần vương cảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Phàm là tuyệt đối như thế nào đều sẽ không tin tưởng, nhưng là trước mắt Khô Lâu Vương, lực lượng tới nói, chí ít cũng không yếu so với bình thường thần vương cảnh trung kỳ. Khó trách nơi này rất nguy hiểm, Tiêu Phàm hiện tại xem như thấy được. Bạch sắc thạch đầu quang mang càng ngày càng sáng, hẳn là cái phương hướng này không sai. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một đạo tinh quang, một kiếm đẩy lui Khô Lâu Vương. Nếu như đã đi tới nơi này, Tiêu Phàm tự nhiên không hề từ bỏ dự định. Ken két, nhưng mà lúc này, bốn phía truyền đến từng đợt răng rắc thanh âm, Tiêu Phàm chỉ cảm giác ra đầu tê dại một hồi, vội vàng đạp không mà lên. Khi hắn hướng dưới chân nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy vô số khô lâu bò lên. Có đạt đến vài chục trượng, có chỉ có một hai xích, nhưng mỗi một cái khô lâu, đều phát ra khí tức nguy hiểm. Nhiều như vậy, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, một lượng đầu khô lâu, hắn còn không chỗ nào e ngại, có thể nhiều như vậy, cũng không phải hắn có thể đủ thù địch,
Tiêu Phàm hít sâu một cái, cực tốc hướng về chỗ sâu lao đi, lúc này, hậu phương lít nha lít nhít Khô Lâu cũng đuổi theo. Dù là lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng cảm giác tim mật phát lạnh, cũng may hắn tốc độ coi như không tệ, miễn cường có thể đủ chạy qua những cái này Khô Lâu. Nhìn đến, quay đầu muốn tu luyện một loại cao giai thân pháp mới được. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thái huyền thần du bộ, bây giờ đối với hắn tốc độ tăng lên tác dụng cũng không lớn, chỉ có thần điển cấp bậc thân pháp mới có thể tăng lên hắn tốc độ. Tiêu Phàm nhanh chóng chạy trốn lấy, hậu phương Khô Lâu Vương không cách nào đuổi theo hắn, nhưng hắn phía trước cũng có không ít, rất nhanh liền ngăn cản Tiêu Phàm bước chân. Trưởng trung thiên địa, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một cái quang cầu cực tốc phóng đại, nháy mắt bao phủ chu vi mấy trăm trượng, mấy chục bộ xương Khô Vương bị thôn phệ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy chục bộ xương Khô Vương liền bị hắn ép thành bột mịn, này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Trưởng trung thiên địa bây giờ uy lực, có vẻ như có chút lớn a. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Nguyên bản coi là đột phá thần vương cảnh, thần thông uy lực liền sẽ bị hạn chế, nhưng hắn không nghĩ đến, trưởng trung thiên địa uy lực dĩ nhiên càng thêm cường đại. Nhưng mà, sau một khắc nhường Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, lại là từng đạo bàng bạc huyền diệu năng lượng tràn vào hắn thể nội, bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Mệnh ngoại chi khí, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cái kia những cái này Khô Lâu Vương, đều là thuộc về dị ma. Cũng chỉ có dị ma, mới nắm giữ mệnh ngoại chi khí, điểm này Tiêu Phàm đã sớm rất rõ ràng. Đột nhiên, Tiêu Phàm không còn đào vong, ngược lại cười tà nhìn xem bốn phía Khô Lâu quần, những cái này mệnh ngoại chi khí, đối với bạch sắc thạch đầu đến thủ, thế nhưng là vật đại bổ a. Hơn nữa, trưởng trung thiên địa uy lực, cũng vượt quá hắn tưởng tượng, chí ít, đối phó những cái này Khô Lâu hẳn không có quá nhiều vấn đề. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm vọt thẳng vào Khô Lâu quần, trưởng trung thiên địa thỉnh thoảng thi triển, những cái này dị ma, mặc dù tương đương với thần vương cảnh, có thể có vẻ như linh trí có chút yếu, chỉ nắm giữ vốn có thể giết phạt. Mỗi lần thi triển trưởng trung thiên địa, liền có hơn mấy chục đầu Khô Lâu bị Tiêu Phàm nghiền sát, rút ra mệnh ngoại chi khí nhường bạch sắc thạch đầu luyện hóa. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm phát hiện, thí thần vậy mà còn có thể thôn vệ cái kia Khô Lâu trên người lam sắc hỏa diễm, trên người khí thế không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có muốn đột phá thần vương cảnh trung kỳ tư thế. Đây là trong truyền thuyết hồn hỏa, chính là thuần túy nhất linh hồn lực lượng. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Phàm không có dừng lại, bắt đầu đại khai sát giới, dùng trưởng trung thiên địa ở, cho dù là thần vương cảnh hậu kỳ Khô Lâu Vương, cũng không có sức phản kháng. Chỉ có những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong Khô Lâu Vương, Tiêu Phàm khó có thể giết chết bọn họ, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Sau nửa ngày, sơ giai thần vương cảnh Khô Lâu Vương, Tiêu Phàm không biết giết chết bao nhiêu, bạch sắc thạch đầu nhìn qua lại thấu sáng rất nhiều. Đồng thời, thí thần cũng vượt qua thần vương cảnh tiền kỳ, đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ. Chuyến này không uổng công, Tiêu Phàm hài lòng cười cười. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt lại biến ngưng trọng lên, còn lại Khô Lâu Vương, có thể đều là thần vương cảnh đỉnh phong, hơn nữa nhiều đến 40-50 cỗ, này cũng không phải hắn có thể địch. Dù là toàn lực thôi động trưởng trung thiên địa, cũng căn bản nhốt không được hắn nhóm, lại càng không cần phải nói giết chết bọn họ. Lần sau lại đến muốn các ngươi mệnh, Tiêu Phàm lưu lại một câu, tiếp tục hướng về chỗ sâu bỏ chạy. 40-50 bộ xương Khô Vương tự nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, ở hậu phương đuổi đánh tới cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể mượn nhờ huyền diệu bộ pháp ngăn cản bọn họ công kích. Nếu luận mỗi về tốc độ, Tiêu Phàm cuối cùng không phải những cái này thần vương cảnh đỉnh phong Khô Lâu Vương đối thủ. Hơn nữa, đang đuổi giết Tiêu Phàm quá trình bên trong, Khô Lâu Vương số lượng còn đang tăng nhiều, một lát sau, liền nhiều đến trên trăm cỗ. Nhìn thấy những cái này thần vương cảnh đỉnh phong Khô Lâu Vương, Tiêu Phàm đều có loại không hiểu sợ hãi, chỗ tốt là chiếm được, nhưng bây giờ muốn trốn qua bọn họ truy sát, có vẻ như cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phải nghĩ biện pháp mới được, Tiêu Phàm một bên phi hành, vừa suy tính. Cũng liền ở lúc này, cự ly Tiêu Phàm mấy ngàn bên trong bên ngoài, có một tòa tiểu sơn cốc bên trong, hoàn toàn u ám, không khí bên trong bốc lên hắc sắc phụ khí. Lạnh lẽo vô cùng. Sơn cốc,
thì là một tòa dựng ngược sơn phong lơ lửng ở hư không, mười phần quỷ dị, vô số cổ lão đằng mạn từ không trung buông xuống, kết nối lấy mặt đất. Xa xa nhìn lại, liền tựa như vô số cây cột đứng vững ở trong đó, càng có gốc cây bản căn giao thoa, xen lẫn thành một chương lưới lớn. Giờ phút này, sơn cốc bên ngoài, đứng đấy một đạo hắc bào thân ảnh, hắc bào thân ảnh không biết đứng bao lâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm sơn cốc trung ương nhất, tựa như nơi đó có cái gì hắn chờ mong đồ vật. Hảo một cái tự nhiên trận pháp, lấy ta thực lực, dĩ nhiên một năm đều không có phá vỡ. Hắc bào thân ảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngữ khí bên trong tràn đầy mãnh liệt không cam lòng. Nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, có lẽ có thể nhận ra. Thôi, chờ ta đột phá thần vương cảnh đỉnh phong lại đến, nơi đây cũng cực kỳ bí ẩn, sẽ không có người phát hiện. Hắc bào thân ảnh trầm ngâm một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Tính toán nửa năm, cuối cùng vẫn như cũ không thành công, này khiến hắn mười phần khó chịu, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm ầm, khi hắn quay người một sát na kia, từng tiếng kịch liệt oanh minh thanh vang lên, giống như lôi âm đồng dạng, đinh tai nhức óc. Hơn nữa, thanh âm kia còn đang không ngừng hướng bên này tới gần, không cần nghĩ cũng biết rõ, có người đang theo bên này gần lại lũng. Hắc bào thân ảnh bỗng nhiên ngừng thân hình, trên người tản mát ra nồng đậm sát ý, lạnh giọng nói còn có những người khác tiến vào. Hắn không khỏi quay đầu nhìn sơn cốc bên trong một cái, cắn răng nói, mấy chục vạn năm ngưng tụ thần ma dịch, người nào cũng không muốn từ trong tay của ta cướp đi. Vô luận là người nào, đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, hắc bào thân ảnh lóe lên, tức khắc biến mất ở nguyên chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Lại nói Tiêu Phàm vừa đánh vừa lui, nhưng hắn thực lực và tốc độ cuối cùng không phải những cái kia khô lâu vương đối thủ, vài lần chiến đấu xuống tới, hắn hắc bào đã bị máu tươi thẩm thấu. Hắn nghĩ vô số biện pháp, nhưng vô luận như thế nào, đều đào thoát không được những cái này khô lâu vương truy sát. Nếu như cứ như vậy rời đi, hắn ngược lại là có rất lớn nắm chắc. Nhưng mấu chốt là, bạch sắc thạch đầu phát sáng, phía trước rõ ràng có đồ tốt, nếu như rời đi, trong lòng của hắn tự nhiên không cam tâm. Hơn nữa, theo lấy hắn xâm nhập nơi đây, bạch sắc thạch đầu quang mang càng ngày càng sáng chói lên. Lấy bây giờ bạch sắc thạch đầu nhãn lực, có thể làm cho nó phát sinh lớn như vậy phản ứng, vật kia, rõ ràng không đơn giản. Lại kiên trì nửa canh giờ, nếu là tìm không thấy vật kia, liền không biện pháp, chỉ có thể rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đồ tốt hắn không muốn bỏ lỡ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có mệnh đi lấy được, liền bản thân tính mệnh đều bảo không được, lấy được vật kia thì có ích lợi gì. Sớm biết rõ, ta nên ở rơi xuống địa phương, bố trí một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Tiêu Phàm âm thầm tức giận. Muốn truyền tống đến đế huyết nhai phía trên. Đoán chừng rất khó, dù sao phía trên thế nhưng là thời không loạn địa, bị vô số hư vô loạn lưu che khuất, truyền tống trận lên không được tác dụng. Nhưng nếu như ở mảnh này khu vực bố trí truyền tống trận, vẫn là làm được, chỉ là hắn trước đó quá mức kích động, lại là quên cho mình lưu một đầu đường lui. Lời còn chưa dứt, đột nhiên lại có ba bộ xương khô vương đồng thời giết tới, Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp dùng tu la kiếm ngăn cản. Âm một tiếng. Tiêu Phàm trực tiếp bị một cỗ đại lực tung bay, bị một bộ thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu chấn động đến không ngừng ho ra máu. Mặt khác hai bộ xương khô vương móng vuốt, xẹt qua Tiêu Phàm lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Cũng may Tiêu Phàm sức khôi phục cũng không tệ lắm, hắn mượn nhờ cỗ kia lực lượng cực tốc lui lại, lập tức đầu cũng không hồi hướng về phía trước phóng đi. Giờ phút này, truy sát hắn khô lâu vương, cũng đã nhiều đến hàng trăm hàng ngàn cỗ. Dù là thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu vương, đều nắm chắc trăm cỗ. Hơn nữa theo lấy tiếp tục xâm nhập, khô lâu vương thực lực càng ngày càng mạnh, Tiêu Phàm hiện tại chỉ hy vọng, không muốn gặp gỡ đại đế cấp bậc khô lâu đế. Nếu không mà nói, lấy hắn vừa mới đột phá thần vương cảnh thực lực, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm lần nữa bị mấy bộ xương khô vương đánh bay, hắn cũng đã máu me khắp người. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã chết không thể lại chết. Nhưng là Tiêu Phàm, lại chỉ là chịu chút ra ngoại thương, có thể nghĩ hắn bây giờ nhục thân đáng sợ. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, lần nữa đứng dậy, tiếp tục hướng bên trong chạy trốn. Nhưng mà, vừa mới chạy ra mấy trượng cự ly, Tiêu Phàm lại là phát hiện,
những cái kia Khô Lâu Vương, dĩ nhiên đình chỉ truy sát hắn, đứng ở đằng xa nộ khiếu lấy. Tiêu Phàm nhìn thấy, trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, lau đi khóe miệng máu tươi, bản thân rốt cục xem như chạy ra những cái này Khô Lâu Vương truy sát. Không đúng, đột nhiên, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung bỗng nhiên biến mất, chiếm lấy là vô cùng trầm trọng, tự nhủ, những cái này Khô Lâu Vương, rõ ràng là đang sợ cái gì. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm rất rõ ràng đạo lý này, có thể làm cho nhiều như vậy Khô Lâu Vương sợ hãi, không cần nghĩ cũng biết rõ, phía trước khẳng định có cái gì đồ vật, có thể uy hiếp đến những cái này Khô Lâu Vương đồ vật. Có thể những cái này Khô Lâu Vương thế nhưng là có không ít thần vương cảnh đỉnh phong a, nhưng thần vương cảnh đỉnh phong đều như thế e ngại, đây chẳng phải là. Đại đế, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, lại là thấy được một tòa sơn cốc bên trong mông lung, nhìn không phải rất rõ ràng. Lúc này, một cỗ gió mát thổi qua, Tiêu Phàm chỉ cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không khỏi sợ run cả người. Thậm chí hắn cảm giác, bản thân thật giống như bị một đôi con mắt tập trung vào đồng dạng, cỗ kia lạnh ý, nháy mắt bao phủ toàn thân. Nội thiên địa thí thần, cũng không ngừng gào thét, đây là đang cho Tiêu Phàm cảnh báo. Tiêu Phàm thân hình, bản năng hướng phía sau lùi mấy bước, nhưng rất nhanh lại đã ngừng lại thân hình, phía sau thế nhưng là có nhiều như vậy thần vương cảnh Khô Lâu a, hiện tại rời đi, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm lâm vào lưỡng nan cấp độ, vào cũng không phải, lùi cũng không phải. Mà lúc này, bạch sắc thạch đầu quang mang, cũng hừng hực vô cùng, hiển nhiên, nó phát hiện bảo bối, ngay ở phía trước. Trước khôi phục thương thế, chờ những cái này quái vật rời đi, ta lại đi, nơi này, bây giờ còn là không muốn tiến đến tốt. Tiêu Phàm trong lòng làm một cái quyết định. Lập tức khoanh chân ngồi ở mặt đất, vận chuyển vô tận chiến điển, bắt đầu khôi phục trên người thương thế. Nơi xa Khô Lâu quần kêu to mấy tiếng, cuối cùng quay người rời đi, tựa như không nguyện ý nhúng chàm mảnh này địa phương một dạng. Nhìn thấy Khô Lâu quần rời đi, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh một chút khôi phục thương thế, sau đó ly khai cái này địa phương quỷ quái. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bắt đầu nhất tâm nhị dụng, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên lấy ra vô số thần thạch, vận chuyển vô tận chiến điển. Một lát sau, bốn phía chậm rãi biến giống như chết yên lặng, tĩnh cho người sợ hãi. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo hàn quang ở trong hư không nở rộ, phá không mà tới, nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước người, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đơn giản liền là một kích tất sát. Tiêu Phàm đang khôi phục thương thế, dù là hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, cũng không kịp phát hiện đạo kia lợi mang. Hơn nữa, coi như hắn hữu tâm ngăn cản, cũng không thể lập tức đình chỉ vô tận chiến điển, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành phản phệ. Bất quá, Tiêu Phàm linh giác coi như cường đại, làm đạo kia lợi mang cách hắn một trượng 3,33 mét cự ly lúc, hắn rốt cục kịp phản ứng, toàn lực hướng về một bên tránh đi. Nhưng chung quy là chậm nửa nhịp, kiếm khí trực tiếp từ hắn đầu vai đảo qua, cánh tay trái bị đạo kia kiếm mang chém rụng, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung la lung lay, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Một kích này, mặc dù không có giết chết hắn, nhưng là cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Người nào, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, tay cụt bỗng nhiên bay tới, nhẫn nhịn cự đại thống khổ, đem tay cụt tiếp trở về. Lấy hắn bây giờ nhục thân khôi phục năng lực, tiếp về tay cụt tự nhiên không khó, nhưng đoán chừng thời gian ngắn cũng vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, tìm kiếm trong tối người bóng dáng. Nhưng hắn linh hồn chi lực đảo qua, lại là không thu hoạch được gì. Bất quá từ vừa mới một kiếm, hắn vẫn là có thể đại khái đoán ra đối phương đại khái thực lực, hẳn là thần vương cảnh tu vi. Dù sao, nếu như là đại đế cảnh, tuyệt đối đã chết không thể lại chết. Tất nhiên không phải đại đế cảnh, Tiêu Phàm liền không chỗ nào e ngại, dù là đối mặt thần vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng có nắm chắc có thể đào tẩu. Tiêu Phàm, thật lâu không gặp. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, một đạo hắc bào thanh niên quỷ dị xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, băng lãnh con ngươi cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh, bản thân giờ phút này thế nhưng là cải biến bộ dáng a, đối phương dĩ nhiên có thể nhận ra bản thân đến. Nghe được thanh âm này,
Tiêu Phàm có loại quen thuộc cảm giác, trong đầu nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh, chỉ là hắn vẫn như cũ có chút không tin, thử thăm dò hỏi, Vũ Văn Tiên. Hắc bào thân ảnh nghe vậy, chậm rãi xốc lên hắc sắc vành nón, lộ ra một trương trắng bệch khuôn mặt, trên mặt mang một vòng cười tà, nói Tiêu Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Quả nhiên là ngươi, Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Người trước mắt, ngoại trừ Vũ Văn Tiên còn có thể có ai đây? Chỉ là trong lòng của hắn cũng cực kỳ ngoài ý muốn, Vũ Văn Tiên lần trước bị thần vô tâm cùng Vân Nhất Tịch liên thủ đả thương sau đó đảo vong, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Khó trách Vũ Văn Tiên trước đó đột nhiên mất tích, liền thời không táng địa đều không tiến vào. Hơn nữa, có vẻ như hắn cũng đã đột phá đến thần vương cảnh, xa so với trước kia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Không nghĩ đến người bị khu trục ra Thiên Võ Thần Sơn, còn có biện pháp tiến vào nơi này. Vũ Văn Tiên nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, giống như một đầu khát máu man thú một dạng. Người có thể tiến đến, ta tự nhiên cũng có biện pháp tiến đến. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói chỉ là ta không biết rõ, ngươi là như thế nào phát hiện ta. Tiêu Phàm bây giờ không chỉ có cải biến dung mạo, liền thần lực khí tức đều biến không giống, có thể Vũ Văn Tiên dĩ nhiên một cái liền nhận ra bản thân, này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nhận ra ngươi tự nhiên không khó, trong tay ngươi kiếm, lúc trước thế nhưng là hút hết ta máu tươi, dính ta huyết mạch khí tức. Vũ Văn Tiên sát khí nặng nề nói, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nguyên lai như thế, lần trước ta trốn ở trong bóng tối, nhìn đến ngươi cũng đã phát hiện. Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu được, thể nội chậm rãi vận chuyển vô tận chiến điển, khôi phục thể nội thần lực. Bây giờ Vũ Văn Tiên, biến đáng sợ rất nhiều, lấy hắn hiện tại trạng thái, có thể chưa chắc là đối thủ. Vân Nhất Tịch chết, là ngươi cố ý hãm hại ta à? Vũ Văn Tiên từ chối cho ý kiến, cười ta nói, bất quá cũng tốt, nếu như không phải ngươi rút lấy ta máu tươi, ta cũng sẽ không lấy được hoàn mỹ tinh thần thiên địa huyết mạch chi lực. Thật không biết ngươi có gì có thể tự ngạo, liền bản thân thân đệ đệ đều giết. Tiêu Phàm cười lạnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, Vũ Văn Tiên xem như một cái kiêu hùng, vì đi đến bản thân mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Ta biết rõ ngươi đang kéo dài thời gian, có thể ngươi cảm thấy, ta còn sẽ cho ngươi cơ hội sao? Vũ Văn Tiên không những không giận mà còn cười nói. Lời còn chưa dứt, hắn quanh thân đột nhiên toát ra cuồn cuộn hắc sắc vũ khí, cùng phía trước sáng chói quang mang khác biệt, loại hắc khí này, phát ra một loại ma tính khí tức. Ngươi thành ma, Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi. Chết đi, Vũ Văn Tiên gầm thét một tiếng, không còn cho Tiêu Phàm cơ hội, trong phút chốc liền xuất hiện ở Tiêu Phàm đỉnh đầu, một đạo hắc sắc kiếm khí nộ khiếu mà xuống, hướng về Tiêu Phàm hung hăng chém tới. Tiêu Phàm mặt âm trầm, cũng không có tận lực ngăn cản, thậm chí ngay cả Tu La kiếm đều thu trở về, quanh thân kim sắc quang mang lấp lóe, trực tiếp một quyền nghênh đón. Mặc dù người bị trọng thương, có thể nhục thân của hắn vẫn như cũ đồng giai vô địch. Liền pháp bảo đều có thể tay không xé nát, huống chi một đạo kiếm khí đây. Hắc sắc kiếm khí, ở chém chúng Tiêu Phàm nắm đấm thời khắc, bỗng nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí bay vụt tứ phương. Nhưng mà lúc này, Vũ Văn Tiên trường kiếm tới gần, thẳng đến Tiêu Phàm nắm đấm, chỉ nghe được bang một tiếng, Vũ Văn Tiên trường kiếm bị đánh bay, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Tiêu Phàm nhục thân, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, đứng ở đó. Hắn đều không đả thương được Tiêu Phàm, này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Có vẻ như ngươi chính là như thế yếu đuối. Tiêu Phàm cười lạnh giễu cợt nói. Yếu đuối, Vũ Văn Tiên hầm hầm giận dữ, bản thân bây giờ thực lực, phóng tầm mắt các đại đế vực, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Có thể ở Tiêu Phàm trong miệng, lại biến thành yếu đuối, này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Một thoáng thời gian, Vũ Văn Tiên trên người ma ý quay cuồng, đưa tay. Từng đạo ma quang ngưng tụ thành một thanh kình thiên cự kiếm, cấp độ kia uy thế, có thể chảm phá thương khung, đáng sợ đến mấy điểm. Nhìn thấy cái kia ma quang cự kiếm, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, hắn nghĩ không ra, này Vũ Văn Tiên đến cùng có cái gì kỳ ngộ, làm sao biến như thế hung mãnh. Lần này, Tiêu Phàm không có chính diện dùng nhục thân ngăn cản, mà là lấy ra Tu La kiếm, đồng thời ở trước mặt hắn hiện lên một cái quang cầu, làm xong toàn lực công sát chuẩn bị. Nghịch ma chảm, Vũ Văn Tiên phẫn nộ phun ra một câu, ma quang đột nhiên bộc phát, chuôi này kình thiên cự kiếm phát ra uy lực,
nhưng Tiêu Phàm cảm giác có chút ngạt thở. Chỉ thấy ma quang cự kiếm, một kiếm như bài sơn đảo hải chém xuống, phong tỏa Tiêu Phàm tất cả đường lui, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Trường trung thiên địa, Tiêu Phàm không chút do dự thúc dục quang cầu lực lượng, đồng thời tu la kiếm liên tục phung ra mấy kiếm, từng đạo chôn vùi ánh sáng trùng thiên mà lên. Bành bành bành, từng tiếng như kinh lôi nổ vang truyền ra, ở Tiêu Phàm kinh hãi mục quang bên trong, ma quang cự kiếm nghiền nát hắn mấy đạo kiếm khí, tốc độ không giảm mảy may, lần nữa giết tới. Mặc dù còn có trưởng trung thiên địa ngăn ở trước mặt hắn, nhưng Tiêu Phàm lại là nhanh chóng hướng về hậu phương bỏ chạy. Quả nhiên, trưởng trung thiên địa vẻn vẹn ngăn cản trong nháy mắt thời gian, liền bị cái kia ánh mắt cự kiếm nghiền sát, cuồng bạo lực lượng đem Tiêu Phàm tung bay, trùng điệp đập ở trên mặt đất. Phốc, Tiêu Phàm phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện Vũ Văn Tiên. Cũng không phải Tiêu Phàm thật không phải Vũ Văn Tiên đối thủ, mà là hắn giờ phút này trọng thương, lực lượng nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ra một nửa, trưởng trung thiên địa uy lực cũng nhỏ rất nhiều. Vũ Văn Tiên thực lực, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, xa so với tinh thần thiên thể còn muốn bá đạo rất nhiều. Trưởng trung thiên địa, đây chính là ta tinh thần thiên thể thiên phú thần thông, người quả nhiên có thể phục chế người khác huyết mạch cùng thể chất. Vũ Văn Tiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Trưởng trung thiên địa là tinh thần thiên thể thiên phú thần thông sao? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một cái, thật đúng là như thế, từ khi lần trước đoạt đi Vũ Văn Tiên huyết mạch chi lực sau, hắn liền thành công thức tỉnh trưởng trung thiên địa môn thần thông này. Nguyên bản Tiêu Phàm coi chính mình cũng đã đầy đủ tinh thần thiên thể tất cả thủ đoạn, lại cũng sẽ không e ngại Vũ Văn Tiên. Nhưng Vũ Văn Tiên bây giờ có vẻ như đã không phải là tinh thần thiên thể, mà là một loại khác đáng sợ thể chất. Nhìn đến ngươi nghĩ hiểu, không sợ nói cho ngươi, ta bây giờ tinh thần thiên thể, cũng đã thuế biến thành tinh thần ma thể, xa so với cái khác cửu đại cổ thể đều muốn cường đại, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Vũ Văn Tiên càn rỡ cười lớn. Từ khi lần thứ nhất thua với Tiêu Phàm sau đó, Vũ Văn Tiên liền nằm mộng cũng muốn lấy giết chết Tiêu Phàm, bây giờ rốt cục có cơ hội, hắn chỗ nào còn sẽ bỏ lỡ. Tinh thần ma thể, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lung la lung lay đứng dậy, lúc trước ta có thể bãi ngươi, hiện tại, cũng đồng dạng có thể bãi ngươi. Có đúng không, Vũ Văn Tiên khinh thường, nói, một lần này, ngươi đừng nghĩ đến trốn, ngươi cũng trốn không thoát. Hô hô thoại âm rơi xuống. Nơi xa lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng về bên này vào tới, lại là đi mà quay lại Khô Lâu Vương. Tiêu Phàm nhìn thấy, con người bỗng nhiên co rụt lại, những cái này Khô Lâu Vương dĩ nhiên nghe theo Vũ Văn Tiên triệu hoán, chẳng lẽ trước đó liền là lại e ngại Vũ Văn Tiên sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Vũ Văn Tiên còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, trên mặt tiếu dung cũng biến càng thêm băng lạnh. Lúc trước ngươi để cho ta tuyệt vọng, hôm nay, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Vũ Văn Tiên lạnh giọng nói, như thế cơ hội tốt giết chết Tiêu Phàm, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ đây? Tiêu Phàm mặt không biểu tình, hắn cũng không phải e ngại, mà là đang suy tư ứng đối phương pháp. Vũ Văn Tiên đã đầy đủ đáng sợ, nhưng hắn thật muốn trốn, cũng chưa hẳn có thể giết được hắn. Nhưng mấu chốt là, những cái kia lít nha lít nhít Khô Lâu Vương, nhưng Tiêu Phàm có chút sợ hãi, trước đó liền là những cái này Khô Lâu Vương, nhưng hắn gặp trọng thương. Giết hắn cho ta, Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, cái kia vô số trăm tính Khô Lâu Vương, tức khắc không muốn sống đồng dạng vọt lên. Có Vũ Văn Tiên hạ lệnh, bọn chúng lại cũng không kiêng kỵ, từ tứ phía tám vọt tới, giống như thủy triều. Nếu là có thể thôi động thời không thiên châu lực lượng liền tốt. Tiêu Phàm lạnh cả tim, lần này, đoán chừng lại được liều mạng. Hiển nhiên, đây là không có khả năng. Lần trước thúc giục thời không thiên châu lực lượng, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu như có thể luyện hóa thời không thiên châu, ngược lại là có thể phát huy ra nó một chút lực lượng, nhưng đoán chừng cũng không đủ để đối phó cái này bao nhiêu Khô Lâu Vương. Vạn trường hồng trần, mắt thấy vô số Khô Lâu Vương sắp giết tới, Tiêu Phàm sau đó vung lên, vô tận hồng sắc quang mang từ hắn quanh thân nở rộ, bốn phía không gian tức khắc biến ngưng động. Tất cả Khô Lâu Vương tốc độ giảm bớt không ít, Tiêu Phàm vội vàng thi triển trưởng trung thiên địa, thừa cơ nghiền sát. Thần vương cảnh hậu kỳ một cái Khô Lâu Vương, Tiêu Phàm ngược lại là có thể đối phó,
nhưng những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong Khô Lâu Vương, căn bản liền giết không chết. Hơn nữa, hai cái này đại thần thông đồng thời thi triển, đối với hắn tiêu hao không phải lớn bình thường, đoán chừng kiên trì không được bao lâu. Tiêu Phàm con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, đang tìm kiếm đường lui. Đột nhiên, hắn dư quang rơi vào Vũ Văn Tiên trên người, trong đầu tức khắc lóe qua một cái ý niệm trong đầu, Vũ Văn Tiên một mực đứng ở đó địa phương không nhúc nhích, chẳng lẽ là không nguyện ý để cho ta đi qua? Không cho ta đi qua, Tiêu Phàm mãnh kinh, tựa như nháy mắt thấy được hy vọng một dạng. Vũ Văn Tiên không cho ta đi qua, vậy ta liền càng muốn đi qua. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng tức khắc có dự định, này có lẽ là mình duy nhất đường ra. Hiện tại đối mặt nhiều như vậy Khô Lâu Vương, lấy hắn thực lực, đừng nói giết chết Vũ Văn Tiên, liền là tự vệ đều rất khó. Muốn giết chết Vũ Văn Tiên, đầu tiên liền phải bản thân có thể sống sót. Ngự, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm, đầy trời hắc sắc vòng xoáy lăng không xuất hiện, che khuất bầu trời, đem chu vi mấy chục dặm phạm vi bên trong đều lồng chụp vào trong. Ngoại giới, Vũ Văn Tiên nhíu mày lại, hắn trong lúc nhất thời bắt không đến Tiêu Phàm bóng dáng, trong lòng có loại bất an cảm giác. Chọc, đột nhiên, một đạo bạch sắc hình trăng lưỡi liềm lóe chỉ từ hắc sắc vòng xoáy bên trong vọt ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt liền đi tới Vũ Văn Tiên trước người. Nhìn thấy bạch sắc hình trăng lưỡi liềm chớp lóe, Vũ Văn Tiên dọa cho phát sợ, hắn dĩ nhiên cảm thấy tử vong khí tức, không có bất kỳ do dự nào. Vũ Văn Tiên vội vàng hướng về một bên tránh đi. Cũng chính là lóe lên, cho Tiêu Phàm cơ hội, Tiêu Phàm chân đạp cửu tiêu đạp thiên hoa, thân hình hóa thành một đạo kiếm mang, nháy mắt từ Vũ Văn Tiên trước người lướt qua. Tự tìm cái chết, Vũ Văn Tiên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có dạng này thực lực, chạy ra Khô Lâu Vương vây công. Có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ để ý tới hắn, hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào cái kia sơn cốc. Chỉ cần tiến vào trong đó, có lẽ liền có thể còn sống sót. Nhiều năm như vậy đi qua, cái kia sơn cốc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không cần nghĩ cũng biết rõ, chỉ ít những cái này Khô Lâu Vương là không thể nào tiến vào sơn cốc bên trong. Nếu như chỉ có một chọn Vũ Văn Tiên mà nói, Tiêu Phàm lòng tin liền lớn rất nhiều. Ta bỏ ra cả năm thời gian đều không có phá vỡ, liền bằng ngươi cũng có thể đi vào. Vũ Văn Tiên trong lòng cười lạnh không thôi. Khóe miệng nổi lên một đạo nhỏ bé độ cung. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm chẳng qua là liều mạng một lần mà thôi, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, sau một khắc, Vũ Văn Tiên thiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, con ngươi kịch liệt run rẩy, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chỉ thấy Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, đồng thời chân đạp cực kỳ huyền diệu bộ pháp, dĩ nhiên trực tiếp vòng qua những cái kia gốc cây, xông vào tiểu sơn cốc. Hỗn trướng, Vũ Văn Tiên phẫn nộ gầm thét, hắn bỗng nhiên xông tới, lại ở tới gần những cái kia gốc cây thời khắc, bị một cỗ đại lực cho nhấc lên bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Tiêu Phàm, cút ra đây cho ta. Vũ Văn Tiên tức khắc triệt để điên cuồng, hung mãnh công kích tới cái kia gốc cây, nhưng hắn công kích, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm nghe được Vũ Văn Tiên phẫn nộ, không khỏi ngừng thân hình. Sau đó quay người nhếch miệng nhìn về phía nổi giận Vũ Văn Tiên nói, Vũ Văn Tiên, chờ ta đi ra, lại lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền tiếp tục xâm nhập, hiện tại hắn thực sự tổn thương quá nặng đi, được lập tức chữa thương mới được. Không nghĩ đến nơi này dĩ nhiên còn có tự nhiên vương giai trận pháp, còn tốt, trời không vong ta. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng hơi có chút may mắn. Nếu là không có hôm nay hiểu trận pháp, hắn lần này coi như thật thảm rồi, chết ở Khô Lâu quần trên người ngược lại không có gì, nếu là tử vong Vũ Văn Tiên trong tay, vậy liền 10 phần biệt khuất. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, lại là phát hiện, hư không bên trong lượn lờ lấy một loại quỷ dị khí tức, tựa như đang ăn mòn hắn linh hồn một dạng. Ma khí, Tiêu Phàm mãnh kinh, trong lòng có chút phát run. Hồi tưởng lên vừa mới Vũ Văn Tiên bộ dáng, hắn trên người phát ra khí tức. Cùng loại này ma khí khí tức hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là lúc này ma khí càng thêm bá đạo. Vũ Văn Tiên không muốn để cho bản thân tiến đến, chẳng lẽ chính là sợ bản thân phát hiện nơi này bí mật. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng trở nên có chút ngưng trọng, Vũ Văn Tiên thực lực 10 phần bá đạo, liền hắn đều có chút kiêng kỵ, có thể Vũ Văn Tiên vẫn như cũ muốn lấy được trong này đồ vật,
đây chẳng phải là nói rõ, nơi này cũng có tu luyện ma thể đồ vật. Khẩn trương sau khi, Tiêu Phàm lại có chút kích động, nếu là bản thân có thể lấy được loại kia lực lượng mà nói, thực lực chẳng phải là cao hơn một tầng. Lập tức Tiêu Phàm lại lắc lắc đầu, này ma khí tổng cho hắn một loại 10 phần bất an cảm giác, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Coi như Tiêu Phàm muốn từ bỏ thời điểm, hắn thể nội bạch sắc thạch đầu đại phóng quang thải, giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, hừng hực vô cùng. Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất nhìn thấy bạch sắc thạch đầu như thế kích động, không cần nghĩ cũng biết rõ, trong này đồ vật, tuyệt đối bất phàm. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm phóng ra bước chân, quanh thân hiện lên nhàn nhạt thần lực, hóa thành một đạo kết giới, đem bốn phía ma khí ngăn cản bên ngoài. Ở không có biết rõ ràng những cái này ma khí là cái gì trước đó, Tiêu Phàm cũng không dám tự tiện hấp thu. Tiêu Phàm vòng qua từng gốc cây, một lát sau liền tiến nhập sơn cốc trung ương nhất, cùng lúc đó, hắn thể nội bạch sắc thạch đầu dĩ nhiên chủ động gào thét mà ra, hướng về phía trước bay đi. Đó là, đột nhiên, Tiêu Phàm con người rơi vào phía trước cách đó không xa, một cái ao nhỏ màu đen, trong mắt đều là chấn động. Ở Tiêu Phàm chừng 10 trượng có hơn, có một cái 1 trượng 3,33 mét vuông vắn ao nhỏ, ao nhỏ toàn thân thành hắc sắc, bên trong chảy xuôi theo hắc sắc dịch thể, phát ra đen kịt vầng sáng. Ao tử thương một bên, lượn lờ lấy từng tia hắc sắc ma khí, 10 phần bá đạo, hóa thành từng đạo sinh linh, dương nanh múa vuốt. Nhưng mà, theo lấy bạch sắc thạch đầu đến, những cái kia ma khí toàn bộ đều trấn áp xuống dưới, ao nhỏ biến bình tĩnh vô cùng. Tiêu Phàm chậm rãi đi qua, đi tới ao nhỏ biên giới, bạch sắc thạch đầu không ngừng chìm nổi, tựa như tại vì trong hồ hắc sắc dịch thể cảm thấy kích động. Bất quá, bạch sắc thạch đầu lại cái gì đều không có làm, nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, nó quang mang cũng vụt sáng. Ngươi để cho ta đi qua, Tiêu Phàm yên lặng, hắn phát hiện bạch sắc thạch đầu càng ngày càng kỳ diệu lên, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn là không xác định nó là thứ gì. Chỉ là so với lúc trước lấy được thời điểm, bạch sắc thạch đầu rõ ràng muốn cường đại nhiều lắm. Tiêu Phàm biết rõ, bạch sắc thạch đầu sẽ không hại bản thân. Hắn chậm rãi hướng về ao nhỏ đi đến, làm đi tới ao nhỏ biên giới thời điểm, nội thiên địa thí thần, cũng giống như đánh hơi được cái gì, kích động run rẩy lên. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, trực tiếp triệu hồi ra thí thần mấy chục trượng thân ảnh hiện lên ở hư không, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái ao nhỏ màu đen. Ngươi muốn nó, Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trong hồ hắc sắc dịch thể. Trong đầu cũng ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm lấy tương quan tin tức. Thật lâu sau đó, Tiêu Phàm rốt cục phát hiện một chút tin tức, run rẩy phun ra mấy chữ Thái Sơ Thần Ma Dịch. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, Thái Sơ Thần Ma Dịch, đây chính là hoàn toàn do thần tính cùng ma tính tinh hoa ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, những cái này thần tính cùng ma tính tinh hoa, chí ít cũng phải là đại đế cấp bậc cường giả mới có thể rút ra đến. Mỗi một cái đại đế cấp bậc cường giả cũng liền có thể rút ra mấy giọt, nơi này có thể hội tụ như thế một ao lớn, đoán chừng phải kể tới lấy vạn tính đại đế trên người thần tính cùng ma tính mới có thể ngưng tụ mà thành. Chủ yếu nhất là, này Thái Sơ Thần Ma Dịch, chính là ngưng tụ phân thân tốt nhất vật liệu, hơn nữa trưởng thành không có bất luận cái gì hạn chế. Hắn rốt cục minh bạch, tại sao Vũ Văn Tiên không cho bản thân tiến vào nơi này, này Thái Sơ Thần Ma Dịch, thực sự quá quý trọng. Nếu là Vũ Văn Tiên có thể lấy được, ngưng tụ ra một đạo phân thân, tương lai đoán chừng rất ít có người là đối thủ của hắn. Nhìn qua kia một thước 0,33 mét hắc sắc dịch thể, Tiêu Phàm hô hấp đều biến dồn dập lên, lần này, thật đúng là nhân họa đắc phúc. Khó trách thí thần muốn luyện hóa, hắn vốn liền là thôn phệ thần tính đến đột phá, nơi này thần tính, đoán chừng đủ để cho hắn đột phá đến đại đế cấp bậc. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm lại buồn bực. Này Thái Sơ Thần Ma Dịch, 10 phần bá đạo, thần tính cùng ma tính hòa làm một thể, lấy hắn cùng thí thần thực lực, một khi luyện hóa, 8-9 phần 10 sẽ bạo thể mà chết. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Hống hống thí thần gầm nhẹ không thôi, hận không thể lập tức đem ao này chất lỏng cho thôn vệ một dạng. Người có thể tách rời xuất thần tính cùng ma tính, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra kinh ngạc. Nếu như thí thần thật có thể đem này Thái Sơ Thần Ma Dịch tách rời mà nói. Vậy hắn thật đúng là có thể thử nghiệm một cái. Thí thần không ngừng gật đầu, trong miệng chảy ra từng đạo chất lỏng, kích động không hiểu.
vậy ngươi liền thôn phệ thái sơ thần ma dịch bên trong thần tính a, ta đã từng nói qua, sẽ để cho ngươi ngưng tụ tân nhục thân, cũng xem như thực hiện ngươi hứa hẹn. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thí thần theo hắn nhiều năm như vậy, công lao cũng không phải bình thường lớn, nếu như có thể làm cho hắn sống thêm một đời, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không ngăn cản. Hống hống thí thần cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, cực đại đầu ở Tiêu Phàm trên người thân mật nhún nhún. Ngươi nói, ngươi nếu tách ra trong đó thần tính tinh hoa, kia ma tính tinh hoa liền lãng phí. Tiêu Phàm yên lặng, tay phải nâng cầm lên, cẩn thận từ trầm tư lên. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm lại nói, kia ma tính tinh hoa, người không cách nào thôn phệ sao? Thí thần lắc lắc đầu, trong mắt lóe qua một tia sợ hãi, từng đạo ý niệm truyền vào Tiêu Phàm trong đầu. Người thức tỉnh một bộ phận ký ức, này ma tính tinh hoa, thái cổ thần giới sinh linh không cách nào thôn phệ. Trừ phi bản thân biến thành dị ma, Tiêu Phàm thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tất nhiên thôn phệ những cái này ma tính tinh hoa sẽ biến thành dị ma, tại sao Vũ Văn Tiên lại như thế không kịp chờ đợi muốn lấy được đây? Hay là nói, Vũ Văn Tiên cũng đã biến thành dị ma? Vô luận như thế nào, những vật này, cũng không thể tốt Vũ Văn Tiên. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, về phần những cái kia ma tính tinh hoa, ta tự mình tiến tới thôn phệ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, linh hồn bản thể bỗng nhiên xuất hiện. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm kia ao hắc sắc dịch thể. Hống hống thí thần không ngừng lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, sau đó hướng hậu phương lui về phía sau mấy bước, tựa như hắn cũng không muốn những cái này thần tính tinh hoa một dạng. Yên tâm, là thần, là ma, đều do ta tâm, ngươi không phải một mực muốn bản thân nhục thân a, đây chính là một cái cơ hội tốt, bỏ qua liền không có. Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp. Hắn tự nhiên minh bạch thí thần ý tứ, bởi vì tách rời thái sơ thần ma dịch bên trong thần tính tinh hoa, ma tính tinh hoa liền sẽ chiếm thượng phong, đến lúc đó lấy Tiêu Phàm thực lực, có thể áp chế không được. Duy nhất biện pháp chính là, nhường thần tính tinh hoa cùng ma tính tinh hoa cùng nhau giảm bớt, thần tính tinh hoa thí thần có thể hấp thu. Có thể ma tính tinh hoa đây, tự nhiên chỉ có thể từ Tiêu Phàm luyện hóa. Thí thần vẫn như cũ có chút lo lắng. Đây chính là vô số đại đế cấp cường giả ma tính, Tiêu Phàm ý chí lại như thế nào cường đại, cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được a. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn không có vượt qua thần vương kiếp, nếu là cô kia ma tính tại độ kiếp thời điểm xuất hiện, Tiêu Phàm khả năng liền thảm rồi. Tin tưởng ta, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Bạch sắc thạch đầu vẫn ở chỗ cũ phát ra quang mang, hắn tin tưởng, bạch sắc thạch đầu là sẽ không hại bản thân. Nhiều nhất sinh ra một chút ảnh hướng trái chiều mà thôi. Giống thí thần nhẹ gật đầu, sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, liền bắt đầu cắn nuốt. Chỉ thấy cái ao nhỏ kia bên trong chất lỏng đột nhiên bay vụt mà ra, ngay sau đó một phân thành hai, trong đó một đạo chất lỏng chán phóng bạch sắc quang hoa, nhanh chóng hướng về thí thần trong miệng rót vào. Mà một đạo khác, lại là đen kịt vô cùng, phát ra một loại tà ác khí tức. Tiêu Phàm nào dám chần chờ. Linh hồn bản thể duy trì cùng thí thần một dạng thôn phệ tốc độ, đem kia tà ác ma tính tinh hoa nuốt vào trong bụng. Một sát na này, Tiêu Phàm chỉ cảm giác một cỗ mãnh liệt mặt trái cảm xúc đánh thẳng vào hắn não hải, dường như vô số lợi nhận cắt chém hắn linh hồn một dạng. Thí thần nói không sai, thái cổ thần giới sinh linh không cách nào thôn phệ dị ma ma tính, Tiêu Phàm cưỡng ép hấp thu, tự nhiên sinh ra một loại mãnh liệt đau đớn. Hơn nữa, còn có vô số ký ức tràn vào hắn não hải, dù là hắn bây giờ đã là thần vương cảnh, cũng cảm giác đầu muốn nổ tung một dạng. Cũng may Tiêu Phàm cuối cùng phi phàm người, hắn cưỡng ép nhường bản thân ý thức duy trì thanh tỉnh. Dạng này không phải biện pháp, không đợi linh hồn bản thể đem những cái này ma tính tinh hoa thôn vệ xong, ta liền khả năng không còn là mình. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn phát hiện, bản thân vẫn là quá khinh thường ma tính tinh hoa. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám ý niệm, thôn phệ cũng đã bắt đầu, liền không cách nào gián đoạn. Nếu không mà nói, thần tính tinh hoa cùng ma tính tinh hoa đến lúc đó xông lên đụng, bộc phát uy lực, cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Hiện tại trong thái sơ thần ma dịch thần tính cùng ma tính, chỉ là vừa lúc ở vào một cái cân bằng vị trí mà thôi. Đúng rồi, ta có nội thiên địa, trước tiên đem những cái này ma tính tinh hoa hút vào nội thiên địa. Quay đầu lại chậm rãi luyện hóa. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Một thoáng thời gian, linh hồn bản thể trong nháy mắt một chút,
một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, kia cuồn cuộn ma tính tinh hoa, hoàn toàn bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nội thiên địa, tức khắc biến đen kịt lên, ma tính tinh hoa bốn phía xuyên loạn, ở hư không hóa thành từng đạo ma ảnh, kinh khủng đến cực điểm. Bất quá Tiêu Phàm hiện tại cũng đã không lo được nhiều như vậy, thí thần muốn ngưng tụ tân nhục thân, nhất định phải rút ra những cái này thần tính tinh hoa. Về phần những cái kia ma tính tinh hoa, nếu như tương lai không luyện hóa được, vậy liền chỉ có thể nghĩ biện pháp khu trục ra nội thiên địa. Quả nhiên, theo lấy ma tính tinh hoa bị nuốt vào nội thiên địa, Tiêu Phàm linh hồn bản thể áp lực kịch giảm, đồng thời nhanh chóng luyện hóa hấp thu ma tính tinh hoa. Ta linh hồn bản thể, nếu là hoàn toàn luyện hóa những cái này ma tính tinh hoa, sẽ không có thể ngưng tụ chân chính nhục thân a. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm cổ quái. Thí thần cũng chỉ là linh hồn trạng thái, thôn phệ thần tính tinh hoa có thể tụ hợp nhục thân, linh hồn bản thể không phải cũng là linh hồn trạng thái sao? Tiêu Phàm rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, hắn phát hiện, sự tình có vẻ như vượt quá hắn tưởng tượng. Nếu như có thể khống chế linh hồn bản thể còn tốt, nếu là không khống chế được, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Sẽ không, Tu La tộc, vốn liền là thôn phệ đủ loại mặt trái cảm xúc, chỉ là ma tính, lại có thể làm gì được ta? Tiêu Phàm cho mình động viên nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại là một chút đều không có yên lòng. Nếu như chỉ là thần vương cảnh ma tính ý niệm, hắn tự nhiên không sợ, có thể này thái sơ thần ma dịch, bên trong ma tính ý niệm, yếu nhất đều là đại đế cấp bậc A. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tiếp tục kiên trì, hắn nhân sinh trong từ điển, nhưng cho tới bây giờ không hề từ bỏ hai chữ này. Nếu là một phần vạn xuất hiện ngoài ý muốn, bản thân không phải còn có Tu La ma ảnh sao? Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng lại buông lỏng không ít, tiếp tục cắn nuốt ma tính tinh hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới, Vũ Văn Tiên khẩn trương đến cực điểm, mệnh lệnh vô số khô lâu vương đem tiểu sơn cốc vây chật như nêm cối, liền một con muỗi đều tiến không lên. Tiêu Phàm, người căn bản liền không có năng lực luyện hóa thần ma dịch, chờ ngươi đi ra, ta định đem ngươi rút gân lột ra. Vũ Văn Tiên tức giận vô cùng. Hắn bỏ ra một năm thời gian, đều tiến không lên sơn cốc, có thể Tiêu Phàm lại dễ dàng như thế liền xông vào, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Thậm chí, trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn, Tiêu Phàm chính là thái cổ thần giới người, căn bản liền không có khả năng luyện hóa thần ma dịch. Cho dù ngươi luyện hóa thần ma dịch, cũng tất nhiên không cách nào khống chế, đến lúc đó, ta sẽ nhường toàn bộ thái cổ thần giới người đều biết rõ, ngươi là ma đầu. Vũ Văn Tiên lại lạnh giọng nói. Không thể không nói, Vũ Văn Tiên không phải bình thường âm hiểm, nếu như bại lộ Tiêu Phàm là dị ma thân phận, đến lúc đó, đoán chừng thái cổ thần giới, lại không hắn đất đặt chân. Phải biết, thái cổ thần giới, thế nhưng là rất căm hận dị ma. Vũ Văn Tiên xếp bằng ở một tòa gò núi phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu sơn cốc, lặng lặng chờ đợi, lần này, liền là dòng dã một tháng. Như thế liền không có nhìn thấy Tiêu Phàm, trong lòng của hắn cũng biến lo lắng. Hắn sẽ không thật luyện hóa thần ma dịch à? Vũ Văn Tiên mặt lộ khó coi, lắc lắc đầu nói, sẽ không, hắn không có tu luyện mệnh ngoại chi khí phương pháp, một khi tiêm nhiễm thần ma dịch, chắc chắn bạo thể mà chết. Mà lúc này, sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm cả người biến thành màu đen, linh hồn bản thể càng là chung quanh ma khí giạt rào, phát ra một cỗ cuồng bá khí tức. Phiến thiên địa này đều đang run rẩy lấy. Cuối cùng thành công, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, một mông ngã xuống đất, một tháng thời gian, cơ hồ khiến hắn tâm thần hao hết. Nếu như không phải hắn một bên khôi phục thương thế, có lẽ thật đúng là không kiên trì nổi, này còn phải nhờ vào vô tận chiến điển cường đại, hơn nữa hắn nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực. Ở hắn đối mặt, thí thần cũng đã ngưng tụ ra thực thể, quanh thân trán phóng lóa mắt quang hoa. Phát ra một cỗ thần thánh khí tức. Tiêu Phàm cảm nhận được thí thần trên người khí tức, không biết tại sao, trong lòng có chút phát run, cũng may, hắn vẫn như cũ cảm thấy bản thân có thể tùy tiện khống chế thí thần. Thí thần, ngươi lại đột phá? Tiêu Phàm hít sâu một cái hỏi. Chủ nhân, ta hiện tại đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Thí thần nói ra. Nghe được lời này, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, thí thần dĩ nhiên có thể miệng phun tiếng người. Chỉ là thanh âm có chút non nớt. Chúc mừng ngươi, Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm cười nói,
ta liền giải trừ đối ngươi khống chế, quay đầu chúng ta cùng một chỗ giết ra đi. Không cần giải trừ, thí thần lắc lắc đầu nói, chủ nhân, ta hiện tại vẻn vẹn luyện hóa 1% không đến thần tính tinh hoa mà thôi, trong thời gian ngắn không cách nào ly khai cái này địa phương, quay đầu ta sẽ căn cứ chúng ta linh hồn liên hệ đi tìm ngươi. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, điểm cuối cùng gật đầu, trong lòng lại là có chút kinh ngạc. Luyện hóa 1% thần tính tinh hoa liền đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, nếu là toàn bộ luyện hóa, chẳng phải là có thể đột phá đến đại đế cảnh. Thí thần thôn phệ những cái kia thần tính tinh hoa còn như thế, vậy hắn thôn phệ luyện hóa tất cả ma tính tinh hoa, có phải hay không cũng có thể đi đến như vậy cảnh giới đây? Chỉ là Tiêu Phàm cũng biết rõ, ma tính tinh hoa tác dụng phụ quá lớn, trong thời gian ngắn hắn căn bản không dám tùy tiện luyện hóa, chỉ có thể hoa đại lượng thời gian. Ngươi chính là cùng ta rời đi, tiến vào ta nội thiên địa bên trong tu luyện a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ta không thể tiến vào ngươi nội thiên địa, chủ nhân nội thiên địa, hẳn là tràn ngập vô tận ma tính tinh hoa, ta nếu đi vào, thần tính cùng ma tính tất nhiên sẽ lẫn nhau trùng kích, đến lúc đó chúng ta hai người đều không sống nổi. Thí thần đắng chát cười nói. Tiêu Phàm nhíu mày, việc này đúng là hắn nghĩ quá đơn giản. Chủ nhân yên tâm. Nhanh thì nửa năm, chậm thì 3 năm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thí thần kiên định nói ra. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, nói, lão nhị bọn họ ở bên ngoài chờ ta, đã sớm vượt qua nửa tháng, ta tạm thời không thể lưu ở nơi này, ngươi tự mình bảo trọng. Tiêu Phàm vẫn là tương đối lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ an nguy, dù sao, thần ma kiếp, thế nhưng là khắp nơi tràn đầy hung hiểm địa phương. Mà bọn họ vị trí này phiến sơn cốc, lại là có tự nhiên vương giai trận pháp bảo hộ thí thần, bình thường khô lâu cũng căn bản không đả thương được hắn. Tốt, thí thần gật gật đầu, chủ nhân cũng bảo trọng, về sau đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta Tam Ca A, chúng ta huynh đệ, thế nhưng là lại nhiều một người, về sau ngươi là lão thất. Tiêu Phàm cười cười nói, ta vẫn là gọi ngươi lão đại A, thí thần cười nói, lão đại, ngươi muốn rời đi. Bên ngoài có thể còn có Vũ Văn Tiên ngăn cản. Yên tâm, ta hiện tại cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, rời đi vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề. Tiêu Phàm tự tin nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Vũ Văn Tiên chờ đợi hơn một tháng, đã có chút đứng ngồi bất an, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, trong lòng lo được lo mất, sợ không tốt sự tình phát sinh. Tiêu Phàm nhất định đã chết ở bên trong, nhất định là... Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thôn vệ thái sơ thần ma dịch, hắn tin tưởng Tiêu Phàm là không thể nào làm được, một khi đụng vào, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cứ như vậy nhớ ta chết sao? Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy hắc ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên mãnh kinh, nhìn thấy Tiêu Phàm quanh thân ma khí lượn lờ, con ngươi kịch liệt thu rụt một cái, ngươi. Ngươi luyện hóa thần ma dịch. Nhờ ngươi phúc, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hiện tại hắn cũng vẻn vẹn luyện hóa 1/1000 không đến ma tính tinh hoa, nhưng cho dù như thế, chính hắn cũng áp chế không được cỗ kia lực lượng. Vũ Văn Tiên cảm nhận được trên người hắn khí tức, tự nhiên phát giác ra. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể luyện hóa thần ma dịch. Vũ Văn Tiên một mặt không thể tin nói ra, hai tay nắm tay, gần như muốn bóp ra máu. Đây chính là thái sơ thần ma dịch a, hắn nếu có thể lấy được, nhất định có thể thiếu ngạo nhân tộc tam thiên vực. Có thể quý giá như thế đồ vật, lại bị Tiêu Phàm chiếm đi, này khiến hắn như thế nào cam tâm. Ngươi đều có thể luyện hóa thành ma thể, ta tại sao không thể. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, con ngươi lại là đảo qua bốn phía khô lâu vương, đáy mắt chỗ sâu có một vòng ngưng trọng. Hắn hiện tại mặc dù thương thế phục hồi như cũ. Nhưng đối mặt nhiều như vậy khô lâu vương, khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Đó là ta được đến dị ma. Vũ Văn Tiên phẫn nộ phun ra một câu, chỉ là còn chưa nói xong, liền két két mà dừng. Chiếm được dị ma đồ vật, cho nên trở thành dị ma đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn từ Vũ Văn Tiên trong lời nói đoán được một chút tin tức. Vũ Văn Tiên tinh thần thiên thể, có thể thuế biến thành tinh thần ma thể, 89/10 cùng dị ma có quan hệ. Thậm chí hắn có thể đủ điều khiển những cái này khô lâu vương, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ cần ta thực lực có thể mạnh lên, cho dù trở thành dị ma lại như thế nào. Ngươi hiện tại không phải cũng là dị ma sao?
Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy đối thực lực khát vọng. Không muốn bắt ta cùng ngươi so, đó là đối ta vũ nhục, ngươi là dị ma không sai, nhưng ta Tiêu Phàm cũng không phải, một đời này đều không có khả năng là. Tiêu Phàm khinh thường nói. Hắn mặc dù luyện hóa ma tính tinh hoa, nhưng vừa nghĩ đến điều khiển những cái kia ma tính mà thôi, nếu như hắn chỉ là khát vọng thực lực, hoàn toàn có thể hiện tại liền đem tất cả ma tính luyện hóa, đến lúc đó hắn thực lực khẳng định bạo tăng. Chỉ là hắn Tiêu Phàm, cũng không phải loại kia vì bản thân thực lực liền không từ thủ đoạn người, đây cũng là hắn cùng với Vũ Văn Tiên to lớn nhất khác biệt. Vũ Văn Tiên liền bản thân thân đệ đệ đều giết, cái này đã đột phá làm người ranh giới cuối cùng. Hừ, nghĩ đến người luyện hóa thần ma dịch, liền có thể đào tẩu sao? Hôm nay, người chính là phải chết. Vũ Văn Tiên sát khí bừng bừng nói, hắn căn bản là không biết rõ, luyện hóa thần ma dịch sẽ Tiêu Phàm mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như Tiêu Phàm hoàn toàn luyện hóa thần ma dịch, chỉ bằng hắn và những cái này Khô Lâu Vương, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Giết, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Vũ Văn Tiên gầm thét một tiếng, mệnh lệnh vô số Khô Lâu Vương hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi, đồng thời, chính hắn cũng không chút do dự xuất thủ. Giết. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, dưới chân đạp mạnh, liền nháy mắt xuất hiện ở Vũ Văn Tiên trước người, một đạo trưởng cương giận oanh mà ra. Đông, Vũ Văn Tiên không tránh không lùi, đồng dạng một quyền nghênh đón, hai người nắm đấm đụng vào nhau, giống như một đạo cổ lão thanh âm vang lên, hư không thiên hôn địa ám, giống như tận thế. Mấy đầu tới gần hai người Khô Lâu Vương, bị cỗ kia cuồng bạo lực lượng cho đánh bay. Răng rác, Vũ Văn Tiên quyền cốt, đột nhiên vỡ vụn mà ra, hắn một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, làm sao sẽ? Thân thể ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhất định là thần ma dịch, ngươi nuốt ta thần ma dịch. Vũ Văn Tiên triệt để điên cuồng lên, Tiêu Phàm trước đó còn không phải đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, nhục thân dĩ nhiên có thể áp chế hắn tinh thần ma thể, này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Ngươi nói đúng liền đúng a? Tiêu Phàm không thèm để ý. Hắn trước đó không phải Vũ Văn Tiên đối thủ, cũng không phải bởi vì thần ma dịch nguyên nhân. Mà là hắn người bị trọng thương, nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ra năm thành lực lượng, hiện tại hắn, thế nhưng là toàn lực ứng phó. Từ khi nhục thân đi qua huyết u minh tẩy lễ sau, đồng giai, nhục thân cơ hồ vô địch thủ. Dù là cửu đại cổ thể, đoán chừng cũng không có Tiêu Phàm nhục thân cường hãn. Quần ma loạn vũ, Vũ Văn Tiên nhe răng trợn mắt. Bóp tay đánh ra nguyên một đám thủ ấn, bốn phía bỗng toát ra vô số ma ảnh, đồng thời, trên người hắn quỷ dị xuất hiện một chút chút rườm rà phù văn. Phù văn toàn bộ đều phát ra bá đạo ma tính, hướng về Tiêu Phàm áp chế mà đến. Ta nếu là thần, thiên hạ vô ma, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, đồng thời trên người chán phóng vô lượng kim quang, phàm là tới gần ma ảnh, hoàn toàn bị kim quang nghiền nát, hắn không ngừng vung ra mấy quyền. Áp chế hắn phủ văn cũng nhao nhao nổ tung. Bây giờ Tiêu Phàm nhục thân lực lượng, mới là chân chính đỉnh phong, gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma. Không có khả năng, không có khả năng, người thực lực không nên mạnh như vậy. Vũ Văn Tiên kinh hãi không thôi, trong lòng nhấc lên một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Lúc này mới một tháng A, Tiêu Phàm dĩ nhiên biến như thế đáng sợ. Hắn liên tục xuất thủ, mỗi một chiêu đều là tất sát công kích. Có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại giống như tiểu hài đồng dạng, hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Kia đầy trời ma ảnh, rất nhanh liền bị Tiêu Phàm tiêu diệt hầu như không còn, giờ khắc này, Vũ Văn Tiên có chút sợ hãi. Hắn trong đầu quanh quẩn Tiêu Phàm vừa mới cố kia lời nói, ta nếu là thần, thiên hạ vô ma. Bậc này lời nói hùng hồn, là bực nào bá khí. Trước đó hắn vẫn chỉ là xem như một cái cười nhạo mà thôi, nhưng là giờ phút này. Hắn lại thấy được Tiêu Phàm kia chân chính đáng sợ một mặt. Ngươi không biết rất nhiều. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, những cái kia Khô Lâu Vương hoàn toàn bị đánh bay, băng lãnh con người gắt gao tập trung vào Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên bị Tiêu Phàm trên người cỗ kia lệ khí chấn nhiếp, thân hình cực tốc lui lại, không còn cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, bốn phía Khô Lâu Vương lại thừa cơ vọt lên. Tiêu Phàm, ta thừa nhận. Ta giết không chết ngươi, nhưng ngươi có thể là những cái này Khô Lâu Vương đối thủ sao? Vũ Văn Tiên ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xem đầy trời Khô Lâu Vương đem Tiêu Phàm bao phủ lại. Cho ta cút ngay,
Tiêu Phàm gào thét, trưởng trung thiên địa đem mấy chục bộ xương khô vương bao phủ, thần vương cảnh hậu kỳ khô lâu vương, hoàn toàn bị chém giết hầu như không còn, nhưng hắn vẫn không làm gì được cái kia thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu vương. Vũ Văn Tiên nhìn thấy, cười càng thêm càn rỡ lên, Tiêu Phàm, đừng vùng vẫy, ngươi mặc dù luyện hóa thần ma dịch, nhưng ta chỉ cần đem ngươi luyện hóa, cũng có dùng dạng hiệu quả. Ngươi hiện tại có vẻ như cao hứng quá sớm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bỗng nhiên, hắn quanh thân kim quang nháy mắt nổi liếm, hắc khí cuồn cuộn lần nữa dâng trào mà ra, so trước đó hắc khí, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Vô cùng vô tận ma khí từ Tiêu Phàm trên người phóng thích, che khuất toàn bộ chân trời, Vũ Văn Tiên nhìn thấy, con ngươi không khỏi kịch liệt co lại. Hống hống đầy trời khô lâu vương cảm nhận được những cái kia ma khí, toàn bộ đều ngửa mặt lên trời gầm thét. Sau đó bỗng phù phù một tiếng quỳ ở hư không. Tiêu Phàm nhìn thấy, trong mắt cũng lóe qua một vòng dị sắc, nguyên lai như thế, không phải ngươi có thể điều khiển bọn họ kiêng kỵ là ngươi trên người ma khí mà thôi. Một thoáng thời gian, chỉ thấy liên miên khô lâu vương quỳ sát ở hư không, toàn thân nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Vũ Văn Tiên nhìn thấy, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình đồng dạng, bỗng quay đầu liền chạy. Chạy! Ngươi cảm thấy ngươi còn chạy sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hiện tại hắn không sợ những cái này khô lâu vương, tự nhiên không chút kiêng kỵ. Hôm nay, ngươi chính là phải chết, giết hắn cho ta, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, bắt chước trước đó Vũ Văn Tiên ngữ khí, nhưng Vũ Văn Tiên khí kém chút thổ huyết. Hô hô, từng đầu thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu vương xuất thủ, mấy hơi thở thời gian, liền ngăn cản Vũ Văn Tiên đường đi, khi hắn tốc độ chậm lại thời khắc. Bốn phía khô lâu vương lại là càng ngày càng nhiều. Cho ta cút ngay, Vũ Văn Tiên phẫn nộ gầm thét. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng có thể điều khiển những cái này khô lâu vương, nguyên bản đứng ở hắn một bên khô lâu vương, giờ phút này dĩ nhiên đối với hắn xuất thủ. Vũ Văn Tiên phiền muộn có loại thổ huyết xúc động, hôm nay, hắn bại, hơn nữa bại 10 phần triệt để. Một mực đến nay, hắn đều đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Nếu như sớm biết rõ Tiêu Phàm sẽ trưởng thành nhanh như vậy, năm đó, hắn nên toàn lực diệt Tiêu Phàm. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, Vũ Văn Tiên hắc bào liền bị máu tươi thẩm thấu, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, thảm liệt đến cực điểm. Tiêu Phàm, có gan cùng ta một trận chiến, cùng ta công bằng một trận chiến. Vũ Văn Tiên ngửa mặt lên trời nộ hống, cứ tiếp như thế, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể đi tới phiến khu vực này. Chẳng qua là bởi vì hắn ma khí chấn áp một đám khô lâu vương, cũng không phải hắn thực lực, cũng đã đủ để từ một đám khô lâu vương trong tay đào tẩu. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền so ra kém Tiêu Phàm, chí ít, Tiêu Phàm dựa vào bản thân thực lực, liền đến nơi này. Bây giờ Tiêu Phàm ma khí so với hắn càng thêm thuần túy, khô lâu quần một cách tự nhiên nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh. Công bằng một trận chiến, hiện tại ngươi muốn cùng ta công bằng đánh một trận. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trước đó Vũ Văn Tiên nhường một đám khô lâu vương giết hắn thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới công bằng một trận chiến. Nếu như không phải hắn còn có chút thủ đoạn, trốn vào sơn cốc bên trong, có lẽ cũng đã sớm chết. Hiện tại Vũ Văn Tiên muốn cùng hắn công bằng một trận chiến, đây không phải khôi hài sao? Làm sao, người không dám sao? Vũ Văn Tiên càn rỡ cười ha hả, dù là chết. Hắn cũng phải tại Tiêu Phàm đạo tâm phía trên lưu lại một cái chỗ bẩn. Ta biết rõ ngươi ở khích tướng ta, bất quá, ai kêu ta là hảo nhân, hôm nay, ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Phàm cười lạnh, nói, đều tránh ra cho ta, hắn nếu dám chạy, trực tiếp làm thịt. Hô hô, một đám khô lâu vương nghe được Tiêu Phàm mệnh lệnh, nhao nhao hướng về hậu phương thối lui, trung ương trở lại đại khái 1000 trượng chu vi phạm vi. Nhưng Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên xem như chiến trường. Vũ Văn Tiên trên người không ngừng nhỏ xuống lấy hắc sắc huyết dịch, nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra tà ác tiếu dung, tựa như thấy được Tiêu Phàm tử vong kết cục. Ra tay đi, tốt nhất đem ngươi tất cả thủ đoạn đều lấy ra, nếu không, về sau ngươi nhưng không có cơ hội. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Tinh thần hãn hải, Vũ Văn Tiên đưa tay vung lên, ở sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện một phiến đen kịt không gian. Từ khi ma hóa sau đó, hắn thể chất dị tượng, cũng phát sinh rất lớn biến hóa. Kia đầy trời tinh thần, toàn bộ đều biến đen kịt vô cùng, bất quá phát ra khí tức,
lại là so trước đó càng đáng sợ hơn. Tinh thần thiên thể thể chất dị tượng sao? Tiêu Phàm cười lạnh, sau đó vung lên, ở sau lưng hắn, cũng đồng dạng xuất hiện một phiến tinh thần chi hải. Chỉ bất quá, hắn sau lưng tinh thần, lại là chán phóng vô tận hà quang, sáng chói lóa mắt. Ngươi rút lấy ta huyết mạch chi lực, thậm chí ngay cả ta thể chất dị tượng đều có thể thi triển. Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, tâm đều đang nhỏ máu. Hắn phát hiện, từ khi gặp gỡ Tiêu Phàm sau đó, một mực đều ở không may. Đừng nhiều như vậy nói nhảm, muốn chiến liền chiến a. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Thoại âm rơi xuống, hắn sau lưng tinh thần hãn hải, bỗng nhiên hướng về đối diện Vũ Văn Tiên nghiền sát mà đi. Ngay sau đó, vô tận tinh thần ở hư không va chạm, chiến đấu vô cùng hùng vĩ. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng vỡ nát, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, đem hai người bao phủ hoàn toàn. Trong hư vô, Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên hai người nắm đấm giằng co cùng một chỗ, trên người cổ động lấy cuồng bạo thần lực ba động, đáng sợ đến cực điểm. Ma hóa, Vũ Văn Tiên nhìn thấy, tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, đột nhiên một tiếng quát như sấm. Ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, trên người cơ bắp một trận ngọa nguậy, phát ra một cỗ bạo tạc tính chất khí tức. Đồng thời, từng mảnh vảy giáp màu đen bao trùm ở trên người hắn, phát ra u lãnh quang mang, khí thế cũng bắt đầu tăng vọt, một quyền đem Tiêu Phàm cho đánh bay ra ngoài. Ma hóa, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Vũ Văn Tiên dĩ nhiên còn có như thế đáng sợ đại chiêu. Hắn không chút do dự lấy ra Tu La Kiếm, một kiếm chảm ra, nhưng mà quỷ dị là, Tu La Kiếm đứng ở Vũ Văn Tiên trên người, dĩ nhiên phát ra từng đợt nhọn duệ kim thuộc tiếng ma sát, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, này Vũ Văn Tiên nhục thân, cũng đã cường hãn đến đáng sợ cấp độ, loại trạng thái này, bất kể không thể so với nhục thân của hắn yếu đi, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Bằng vào hắn tự thân thủ đoạn, đoán chừng muốn giết chết Vũ Văn Tiên là không thể nào. Tất nhiên như thế, vậy liền lấy ma giết ma. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, hai tay chấn động, thể nội một tiếng nộ khiếu, vô cùng vô tận ma khí chút vào hắn thể nội. Đồng thời, Tiêu Phàm thân hình cũng phát sinh biến hóa, xương gò má đột xuất, đỉnh đầu sinh ra một đôi hắc sắc trường cước, dữ tợn vô cùng. Phía sau sinh ra một đôi hắc sắc xương cánh, bá đạo hung lệ, hắn miệng phun răng nanh. Một đôi huyết sắc con người hãm sâu, kinh khủng đến cực điểm. Tu La, Vũ Văn Tiên con người co rụt lại, run giọng nói, ngươi lại là Tu La tộc. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chính hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến ma khí nhập thể, dĩ nhiên biến thành Tu La bộ dáng. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn đều không có biến hóa qua, không phải là không muốn biến hóa, mà là không thể biến hóa. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại là lần biến thành Tu La, trong lòng còn có một loại khó có thể nói rõ thoải mái cảm giác, thể nội ma tính, càng là bắt đầu gia tăng tốc độ luyện hóa. Hắn trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, Tu La tộc, 89 phần 10 cùng dị ma có quan hệ, chí ít, này nhục thân, nhưng Tiêu Phàm đều có chút kinh hãi. Ngươi không có khả năng là Tu La tộc, ngươi liền là dị ma, ngươi là dị ma. Vũ Văn Tiên phẫn hận không thôi, tràn ngập sự không cam lòng. Thần cũng tốt, ma cũng được, ta nếu là thần, thiên hạ vô ma. Ta nếu là ma, chư thần bái phục. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, không chút do dự xuất thủ, Tu La kiếm bỗng biến lớn, hóa thành một thanh trên trăm trượng dài cự kiếm, hung hăng chém xuống. Ta nếu là thần, thiên hạ vô ma. Ta nếu là ma, chư thần bái phục. Đây là cỡ nào khí thế? Một kiếm này, cơ hồ rút đã hết Tiêu Phàm toàn thân là thần lực. Liền thương khung đều muốn bị xuyên phá, uy lực tuyệt luân, không ai bì nổi. Nhìn thấy đỉnh đầu kia trên trăm trượng dài kiếm cương đè ép xuống, Vũ Văn Tiên triệt để sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân. Bất quá, sợ hãi về sợ hãi, hắn cũng không có lùi bước mảy may, ngược lại cổ động lấy toàn thân thần lực, toàn lực hướng về kiếm cương nghênh đón. Giờ phút này Vũ Văn Tiên cũng đã biến thành một đầu quái vật, toàn thân lân giáp bao trùm, lập lòe u quang. Nếu là đặt ở ngoại giới, đoán chừng liếc mắt nhìn một cái, liền có thể cho người e ngại. Hắn một đầu móng vuốt lăng không chém một cái, chụp hướng ép rơi xuống kiếm cương. Ken két một tiếng kinh khủng nổ vang, chảo cương vỡ nát, kiếm cương càng là không giảm mảy may,
uy thế cũng vẫn như cũ hung mãnh, lần nữa ép xuống. Vũ Văn Tiên móng vuốt bị kiếm mang chặt đứt, kiếm cương càng là hung hăng chém ở hắn mi tâm phía trên, xâm nhập vài thước có thừa. Một hơi sau đó, kiếm cương biến mất, đồng thời Tu La kiếm cũng lần nữa thu nhỏ, rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng đã khôi phục nhân dạng, đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên thân thể một trận biến hóa, lại biến thành người bộ dáng, chỉ là sắc mặt trắng bệch vô cùng, không có bất luận cái gì huyết sắc. Nếu như cẩn thận xem xét, có thể nhìn thấy Vũ Văn Tiên mi tâm, có một vết nứt, đang chảy ra từng tia máu tươi. Tiêu Phàm, ta thua rồi. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt phun ra một câu, trên mặt còn lộ ra một tia tiếu dung. Ngươi là bại, Tiêu Phàm gật gật đầu, giờ khắc này, hắn không có cửu hận Vũ Văn Tiên, ngược lại có loại đồng tình. Bởi vì giờ phút này Vũ Văn Tiên, mới là chân chính người, mà không phải ma, hắn trong con ngươi cũng thiếu loại kia hung lệ cùng vô tình. Tiêu Phàm, nếu như ta nói, không phải ta giết đệ đệ ta, ngươi tin không? Vũ Văn Tiên đắng chát cười nói, tựa như có vô tận khổ sở, không cách nào nói ra. Tiêu Phàm trầm mặc lúc này, còn ngươi nhìn chằm chặp Vũ Văn Tiên, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu ta tin. Thật sự là giờ phút này Vũ Văn Tiên cùng trước đó biểu hiện quá không giống nhau, hiện tại Vũ Văn Tiên, trên người lộ ra một tia thần tính, mà trước đó Vũ Văn Tiên, lại lộ ra nồng đậm ma tính. Cảm ơn ngươi, Vũ Văn Tiên đột nhiên tiêu sái cười một tiếng, nói, nhân tộc có thể ngươi dạng này thiên tài, là nhân tộc may mắn, Tiêu Phàm, nếu như về sau ngươi lại gặp gỡ ta, nhất định không nên lưu tình. Về sau gặp gỡ ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc, tại sao Vũ Văn Tiên sẽ nói như vậy đây? Chẳng lẽ hiện tại Vũ Văn Tiên cũng sẽ không chết sao? Có thể vừa mới một kích kia, Tiêu Phàm dám khẳng định, Vũ Văn Tiên tuyệt đối sống không được, chỉ là cuối cùng một ngụm tinh thần khí không có tản mất mà thôi. Thế giới này, xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, thần ma dịch bị ngươi lấy được, là nhân tộc may mắn, nếu là ta được đến, đoán chừng liền phải sinh linh đổ thán. Vũ Văn Tiên tiếp tục nói. Tiêu Phàm không có quấy rầy, lặng lặng nghe Vũ Văn Tiên nói, ở tiến vào bách sát chiến trường thời điểm, ta ngoài ý muốn chiếm được một cái truyền thừa, đáng tiếc, này truyền thừa là dị ma, hắn một sợi tàn niệm chiếm cứ lấy ta nhục thân. Ta nghĩ vô số biện pháp, lúc này mới đem hắn áp chế xuống, cũng biết thái sơ thần ma dịch tồn tại, ta chết rồi, nhưng hắn vẫn có thể sẽ phục sinh. Nói đến đây, Vũ Văn Tiên nhục thân cũng đã bắt đầu chậm rãi chóc ra, liền tựa như trang giấy đồng dạng, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Dị ma linh hồn, hắn ở đâu? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, Vũ Văn Tiên chỉ là một cái người đáng thương, hắn truy cầu thực lực kỳ thật cũng không có sai. Chỉ là chính hắn cũng mười phần bất đắc dĩ, bị người khống chế mà thôi. Ta cũng không biết, bất quá, ta có thể nhất định là, hắn ngay ở bách sát chiến trường, hơn nữa không cách nào ly khai cái này địa phương. Vũ Văn Tiên lắc lắc đầu nói, nửa người dưới cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái đầu. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, nếu là kia dị ma ngang dọc bách sát chiến trường, vậy cái khác người không phải liền đều nguy hiểm. Vũ Văn Tiên mặc dù đáng hận một chút, nhưng Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, hắn thực lực cường đại. Một sợi tàn niệm liền có thể khống chế Vũ Văn Tiên thân thể, này cũng không phải người bình thường có thể làm được, chí ít cũng là đại đế tàn niệm. Ta một đời này, khổ cực nhất là gặp được ngươi cái này đối thủ, để cho ta thất bại thảm hại. Vũ Văn Tiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng cuối cùng biến mất. Hư không bên trong chỉ có một đạo thanh âm vang lên, nhưng ta may mắn nhất cũng là có ngươi cái này đối thủ, để cho ta chết có tôn nghiêm, nếu là có kiếp sau, hy vọng có thể cùng ngươi trở thành chiến hữu. Theo lấy cuối cùng một câu rơi xuống, trong thiên địa lại không Vũ Văn Tiên bất cứ dấu vết gì. Tiêu Phàm đứng ở đó thật lâu trầm mặc, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Vũ Văn Tiên mà nói. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, nếu là thật có kiếp sau, ta nhận ngươi cái này chiến hữu. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới lầm bầm lầu bầu phun ra một câu. Vũ Văn Tiên mặc dù chết rồi, nhưng là không biết tại sao, Tiêu Phàm căn bản cao hứng không nổi. Nói người này đáng hận a, hắn xác thực đáng hận, khắp nơi cùng bản thân đối đầu, khắp nơi tính toán bản thân. Nhưng hắn trước khi chết, lại có thể nói ra cái này bí mật, Tiêu Phàm lại phát hiện bản thân đối với hắn không hận nổi.
Dù là lấy thân hóa ma, trước khi chết, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ bản thân vẫn là nhân tộc. Hồi lâu, Tiêu Phàm đây mới là thất lạc bên trong lấy lại tinh thần, cảm thụ được tự thân trạng thái, hắn kinh ngạc phát hiện, loại kia ma khí, dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được hắn. Tu La tộc, thật đúng là một cái không giống chủng tộc. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Vừa mới thân hóa Tu La, Tiêu Phàm bản thân cảm nhận được Tu La tộc ảo diệu, gặp gỡ loại kia ma khí, dĩ nhiên có thể tự động thôn phệ. Hắn có thể xác định, bản thân cũng không phải dị ma, ý thức cũng không có bất cứ dị thường nào, nhưng hắn thân thể, cũng đã không sợ loại kia ma tính. Có lẽ, Tu La nhất tộc, còn tồn tại đại bí mật. Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng kiên định, chờ bách sát chiến trường kết thúc sau, nhất định muốn tiến về huyết u cổ vực một chuyến. Cuối cùng, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía bốn phía vô số khô lâu vương, những cái này khô lâu vương, mang ra ngoài tuyệt đối là một chi đáng sợ quân đoàn. Bất quá, nếu là bị người khác biết rõ, cũng tất nhiên sẽ đem hắn Tiêu Phàm định vì nhân tộc phản nghịch, hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể chọn lựa. Vẫn là trước đem bọn họ ném vào nội thiên địa A, có lẽ, về sau dùng lấy được cũng không nhất định. Tiêu Phàm hít sâu một cái, làm một cái lớn mật quyết định. Ý niệm khẽ động, phô thiên cái địa là thần niệm bao phủ mà ra, tất cả khô lâu toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Nếu như về sau có thể có biện pháp hoàn toàn khống chế những cái này dị ma, có lẽ cũng là to lớn trợ lực. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, sau đó đem tất cả khô lâu vương toàn bộ đều ném vào nội thiên địa. Chỉ là cái này số lượng, có vẻ như vượt qua Tiêu Phàm nhận biết, khô lâu vương dĩ nhiên nhiều đến hơn 1.800. Trong đó thần vương cảnh đỉnh phong chiếm cứ hơn mấy trăm. Cỗ lực lượng này, dù là đặt ở đế vực, đoán chừng cũng là một chi vô địch đại quân, đương nhiên tiền đề là muốn có thể khống chế bọn họ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lách mình hướng về cửa ra phương hướng kích xạ mà đi. Tiêu Phàm đi tới cửa ra, cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra thời không thiên châu, tiếp tục cắn nuốt hư không bên trong cỗ kia hư vô chi lực. Trên đường, hắn lại thu phục 1.200 nhiều khô lâu vương, cộng lại đạt đến 3.000 chúng, Tiêu Phàm trong lòng đều 10 phần không bình tĩnh. Hơn nữa, chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong thì có 600.700, có cỗ lực lượng này ở, Tiêu Phàm tự tin, dù là bị đại đế vây công, cũng có sức tự vệ. Chỉ là hắn cũng biết rõ, cỗ lực lượng này là tuyệt đối không thể tùy tiện bày ra, nếu không sẽ cho hắn mang đến vô tận phiền phức. Nếu như tiếp tục tìm kiếm, khẳng định có thể lấy được càng nhiều khô lâu vương, dù sao, mảnh này thời không loạn địa, có thể so sánh tưởng tượng phải lớn nhiều, đem thần ma kiếp đều lượn quanh một vòng. 3.000 khô lâu vương trước phóng tới một bên, những cái kia ma tính tinh hoa, ngược lại là cũng có thể hấp thu luyện hóa, nguyên bản chí ít cũng phải 50 năm, hiện tại nhìn đến, nhiều nhất cũng liền 10 năm, liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Tiêu Phàm tự nhủ, lập tức lấy ra thời không thiên châu. Bắt đầu tiếp tục luyện thời không chi lực cùng ma tính tinh hoa. Ngoại giới, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma ba người đợi Tiêu Phàm một tháng, nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ không có đến, ba người lúc này mới rời đi, hướng thần ma kiếp chỗ sâu mà đi. Thần ma kiếp, không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, nơi này dường như tuyên cổ trường tồn, dị ma vô số, chính là một phiến chiến loạn chi địa, nguy hiểm trùng điệp. Gặp nguy hiểm, cũng đồng dạng có cơ duyên. Vô số tuyệt thế thiên kiêu đều sẽ giáng lâm nơi đây, tìm kiếm cơ duyên. Nơi này quỷ khí âm trầm, rộng lớn vô ngần, chí ít cũng có 10 vực diện tích, nhân tộc tam thiên vực thiên tài, đều sẽ tề tụ nơi đây, cạnh tranh với nhau, lẫn nhau trèo đỉnh phong. Lấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ bây giờ thực lực, mấy ngày lộ trình, cũng liền đi mấy vạn dặm cự ly, trong lúc đó đại chiến không biết bao nhiêu trận. Cũng may ba người cũng đã là thần vương cảnh. Ở nơi này ngoại vi cũng xem như cường hoành tồn tại, đồng dạng dị ma cùng tu sĩ, tạm thời không làm gì được bọn họ. Bạch tiền bối, nơi này so tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều a, có thể cơ duyên lại là liền hình bóng đều không nhìn thấy. Nam Cung Tiêu Tiêu phàn nàn nói. Lúc này mới đi mấy vạn dặm cự ly mà thôi, nếu như cơ duyên tốt như vậy đến, cái kia thần vương cảnh cũng sẽ không ít như vậy. Bạch ma không khỏi mở ra bạch nhãn. Ta nghe nói. Nơi này có một chút thái cổ thần giới di tộc, nắm giữ quý giá tài nguyên, chúng ta nếu là tìm tới bọn họ, có thể dùng đồ vật cùng bọn hắn đổi. Quân Nhược Hoan ánh mắt lấp lóe.
Di tộc, Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi kinh ngạc, địa phương quỷ quái này, dĩ nhiên còn có người dám sinh hoạt ở chỗ này. Có khả năng là thú tộc, cũng có thể là nhân tộc, trước kia tiến vào người ở đây nói, cũng không biết thật giả. Quân Nhược Hoan ngưng tiếng nói. Này có gì cùng lắm thì, này bách sát chiến trường, cũng liền tương đương với một cái tiểu thế giới, khác thường ma cùng giết chóc, tự nhiên cũng liền có cái khác chủng tộc. Bạch ma ngược lại là lơ đễnh, loại chuyện này hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vậy còn chờ gì, trước tìm tới những cái kia di tộc lại nói, tìm bọn họ đổi một chút đồ tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu ma quyền sát trưởng, có chút kích động nói ra. Bạch ma cũng có chút ý động, hắn hiện tại tạm thời khôi phục được thần vương cảnh tiền kỳ, muốn khôi phục đỉnh phong tu vi, còn cần đại lượng thiên tài địa bảo. Đổi không được lời, coi như trắng trợn cướp đoạt, bạch ma cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Liền là bọn họ, mấy người mới vừa chuẩn bị khởi hành, đột nhiên nơi xa một tiếng quát như sấm truyền đến, không đám ba người lấy lại tinh thần, bốn phía liền xuất hiện không ít người ảnh, đem ba người vây chật như nêm cối. Chuyện gì xảy ra, Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, quét người bốn phía ảnh một cái, hết thảy có 9 người, mỗi người trên thân đều mặc 10 phần cổ quái. Hơn nữa, 9 người toàn bộ đều hung thần ác sát nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu ba người, hận không thể lập tức đem bọn họ tháo thành 8 khối. Ngoại lai giả, các ngươi dám đi ta Thánh Nguyên Sương Mù Hồ trộm săn bắn, bây giờ còn hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Cầm đầu một cái khôi ngô nam tử lạnh lùng chừng lớn ba người, sát khí bốc lên. Ngoại lai giả, trộm săn bắn, Quân Nhược Hoan ba người mặt lộ cổ quái, không cần nghĩ cũng biết rõ, những người này hẳn là cái gọi là thái cổ thần giới di tộc. Quân Nhược Hoan vội vàng giải thích nói, các vị, chúng ta chỉ là vừa mới tiến vào thần ma kiếp, làm sao sẽ trộm các ngươi đồ vật, các ngươi có phải hay không sai lầm. Liền là các ngươi những cái này ngoại lai giả, còn dám rảo biện. Khôi ngô nam tử gầm thét, căn bản không cho mấy người giải thích cơ hội, khua tay nói, đem bọn họ bắt lại, giao cho trưởng lão xử trí. Uy uy, chúng ta thật không có trộm các ngươi đồ vật, chúng ta là ngoại lai giả không sai, nhưng ngoại lai giả cũng không đều là cùng một chỗ được a. Nam Cung Tiêu Tiêu 10 phần khó chịu nói ra. Còn nói nhảm cái gì, giết chết hắn nha. Bạch ma tức giận không thôi, một cái thần vương cảnh thêm một nhóm cổ thần cảnh thổ dân mà thôi, sợ cọng lông. Thoại âm rơi xuống, bạch ma trực tiếp một bàn tay đánh ra, chung quanh 9 người, hoàn toàn bị đánh bay ra ngoài. Thần vương, khôi ngô nam tử trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá cũng không có sợ hãi, mọi người đừng sợ. Ta cũng đã truyền tin cho bộ lạc cái khác dũng sĩ, bọn họ rất nhanh liền biết chạy tới, trước cuốn lấy bọn họ, đừng để bọn hắn trốn thoát. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản đế không dám giết ngươi. Bạch ma thật nổi giận, nha, cho các ngươi chút mặt mũi, không có hạ ngoan thủ, các ngươi còn phải tiến thêm thước. Bạch tiền bối, ta xem vẫn là không muốn cùng bọn hắn động thủ tốt, những người này thực lực không được tốt lắm, nhưng bọn hắn bộ lạc người, đoán chừng thực lực không kém. Quân Nhược Hoan truyền âm nói. Những người này, rõ ràng liền là một chút tiểu la la, liền tựa như tuần tra người, người như vậy thực lực đều như thế cường đại, bộ lạc thực lực lại có thể kém đi nơi nào đây. Dù sao, một cái bộ lạc, có thể ở thần ma kiếp sống sót, liền cực kỳ không đơn giản. Nếu là thật sự chọc giận cái này bộ lạc cường giả, đến lúc đó bị một nhóm thần vương cảnh truy sát, kia hình ảnh, thật không dám tưởng tượng. Bản đế lúc nào nhận qua dạng này khí, hừ, bạch ma hừ lạnh một tiếng, mặc dù khó chịu, nhưng là không có tiếp tục xuất thủ. Ba người một cái quay người, liền hướng lấy một phương hướng khác bay đi, 9 người kia chỉ có một cái thần vương cảnh, chỗ nào có thể theo kịp ba người tốc độ. Vẻn vẹn chốc lát, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người liền không thấy bóng dáng. Dĩ nhiên để bọn hắn trốn thoát, khôi ngô nam tử 10 phần không cam lòng nói. Hùng lực. Người đâu? Lúc này, nơi xa lại có 6 bóng người kích xạ mà đến, mỗi người trên thân phát ra khí tức, dĩ nhiên đều là thần vương cảnh. Đại nhân, xin thứ tội, chúng ta để bọn hắn chạy. Khôi ngô nam tử hùng lực quỳ một chân xuống đất, không cam lòng nói. Chạy liền chạy, những này nhân tộc, so dĩ vãng đi vào người muốn cường đại một chút. 6 người trong đó cả người khoác hắc sắc da hổ nam tử trung niên mở miệng nói. Lập tức hắn nhìn một chút chân trời, hít sâu một cái nói, mọi người cùng ta trở về, gần nhất dị ma công kích tương đối tấp nập,
nơi này không an toàn. Là, đám người cung kính gật gật đầu, sau đó ở gia hổ nam tử dẫn đầu dưới, nhao nhao hướng về thần ma kiếp chỗ sâu bay đi. Nam Cung Tiêu Tiêu ba người phi hành nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới ở trong một mảnh cổ lâm dừng lại. Đáng chết thổ dân, Bạch Ma tức giận không thôi, một chút cổ thần cảnh đem hắn bức cho lấy chạy trốn, làm cho hắn rất khó chịu. Bạch tiền bối, Nam Cung huynh, các ngươi có hay không phát hiện, vừa mới một đường tới, gặp gỡ dị ma có vẻ như trở nên nhiều hơn rất nhiều. Quân Nhược Hoan híp hai mắt nói, tựa như đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Là nhiều một chút, hơn nữa thực lực cũng rất cường đại, lại có mấy đầu thần vương cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng lộ ra ngưng trọng. Chúng ta đối này thần ma kiếp, vẫn là không quá hiểu rõ, theo ta thấy, vẫn là tìm địa phương tránh một chút, nhìn xem tình huống. Quân Nhược Hoan nói ra, hắn làm người khá là cẩn thận. Cũng tốt, Bạch Ma nhẹ gật đầu, nói cùng hai người các ngươi tiểu tử cùng một chỗ, bản đế đều cảm giác rất biệt khuất. Vẫn là đi theo Tiêu Phàm tiểu tử kia trong lòng thoải mái. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hai người một trận xấu hổ, chỉ có thể trầm mặc không nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đi theo Tiêu Phàm xác thực thoải mái rất nhiều, muốn giết liền giết, gọn gàng, liền là tính toán người, cũng có thể đại khoái nhân tâm. Ba người ở một tòa cao phong thượng cổ lâm bên trong mở ra một chỗ động phủ, lẳng lặng quan sát đến bên ngoài tình huống. Không lâu, bên ngoài liền truyền đến mấy đạo xì xào bàn tán thanh âm. Đại thiếu, một lần này chúng ta thu hoạch không ít a, những cái kia thổ dân, đoán chừng hiện tại còn ở bốn phía truy sát chúng ta a. Muốn giết chúng ta, vậy cũng phải bọn họ có thực lực này, đại thiếu không đại khai sát giới, bọn họ nên thiêu cao hương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia thánh nguyên bộ lạc thực lực không thể khinh thường, lại có hơn mấy chục thần vương cảnh cường giả, nhất là kia thánh nguyên sương mù hồ. Bên trong thần ngư, đối linh hồn tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Mấy đạo vui vẻ thanh âm vang lên, ngôn ngữ bên trong đều là lấy lòng ý, còn có đối thánh nguyên bộ lạc trào phúng. Cỏ, liền là mấy cái này hỗn đản hãm hại chúng ta. Nam Cung Tiêu Tiêu kém chút liền muốn bạo khởi, bất quá lại bị Bạch Ma cho ép xuống. Lại nghe một chút, dám hãm hại bản đế tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Bạch Ma cũng là sát khí nặng nề nói ra. Ở trước mặt hắn, lơ lửng một mai ký ức thủy tinh. Vẫn là Bạch tiền bối thủ đoạn cao siêu. Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Mọi người vẫn là cẩn thận là hơn, chúng ta nhiều nhất cũng liền có thể trộm một lần mà thôi, lần sau muốn, liền chỉ có thể cùng bọn hắn trao đổi. Lại một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người quen biết một cái, trong đầu nháy mắt lóe qua một đạo thân ảnh. Thấp giọng nói, nguyên lai là hướng Nam Thiên cái nào tiểu vương bát đản dở cho quỷ. Kia trầm thấp thanh âm, không phải kẻ khác, chính là hướng Nam Thiên, chỉ là bọn họ không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ hướng Nam Thiên. Nhận ra hướng Nam Thiên thân phận, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vội vàng nín thở ngưng thần, thu liếm toàn thân khí tức, sợ bị phát hiện. Đại thiếu, qua chút thời gian kia thánh nguyên bộ lạc sẽ cử hành một trận thịnh hội, khẳng định có rất nhiều người tụ tập tại đó. Đổi lấy thần ngư, chúng ta đến lúc đó còn có đi hay không? Hướng Nam Thiên một cái thuộc hạ có chút chờ mong nói ra. Đương nhiên đi, hướng Nam Thiên không chút do dự nói ra, thần ngư đối với chúng ta linh hồn chi lực vô cùng có chỗ tốt, trong thời gian ngắn muốn đột phá cao hơn cảnh giới quá khó khăn, nhưng chúng ta có thể cho linh hồn chi lực càng tiến một bước. Này thần ma kiếp thật đúng là đồ tốt ha, đến lúc đó nếu là có cơ hội, đại thiếu lại mang chúng ta làm một món lớn. Không sai, đại thiếu, rất nhiều người cũng đã xâm nhập thần ma kiếp, chúng ta liền đem này ngoại vi chậm rãi càn quét sạch sẽ, thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ không kém. Hướng Nam Thiên mấy cái thuộc hạ một mặt nịnh nọt nói, trước đó bọn họ chiếm được một chút món điểm tâm ngọt, hiện tại cũng đã hận không thể lập tức đem những cái này bộ lạc tài nguyên đều cướp đoạt tới trong tay. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, mọi người cũng đừng ra chuyện rắc rối gì, này thần ma kiếp các đại thế lực, không phải đơn giản. Hướng Nam Thiên mười phần trịnh trọng nói. Cần tuân đại thiếu lệnh, đám người cung bái nói. Mấy người thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là đi xa, bất quá những cái này lời nói, lại là toàn bộ đều đứng ở Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ trong lỗ tai. Thánh nguyên bộ lạc, có ý tứ, Bạch Ma trong mắt lập lòe quang mang, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ký ức thủy tinh.
này thịnh hội không biết lúc nào cử hành, chúng ta có đi hay không? Quân Nhược Hoan thử thăm dò hỏi. Đi, sao không đi? Hôm nay chúng ta liền khởi hành. Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự nói, nếu là hướng Nam Thiên bọn họ cũng đi Thánh Nguyên Bộ Lạc, có này ký ức thủy tinh ở, có lẽ đến lúc đó sẽ có 10 phần thú vị sự tình phát sinh. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu tiếu dung, Quân Nhược Hoan biết rõ, hướng Nam Thiên bọn họ đoán chừng phải xui xẻo. Ba người ở động phủ bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, ba người sáng sớm liền ra ngoài tìm hiểu tin tức, biết được Thánh Nguyên Bộ Lạc giao dịch thịnh hội, ở nửa tháng sau cử hành. Ba người thương lượng một cái, cuối cùng quyết định chờ thịnh hội sắp đến phía trước lại tiến về, bọn họ cũng không muốn gặp gỡ cái khác phiền phức. Dù sao, bọn họ những cái này ngoại lai giả, còn nhận Thánh Nguyên Bộ Lạc bài ngoại đây. Thời gian nửa tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, ở trong U Minh Thâm giản thôn phệ thời không chi lực Tiêu Phàm, cũng rốt cục tỉnh lại. Ở hắn chung quanh, một loại kỳ lạ không gian chi lực chấn động, liền hư không đều trở nên có chút vặn vẹo, Tiêu Phàm càng là tựa như không ở vào mảnh này không gian một dạng. Nơi này thời không chi lực quả nhiên nồng hậu dày đặc, ta thời không pháp tắc cũng đã xem như có thành tựu, một khi vượt qua thần vương kiếp, liền có thể lĩnh ngộ tự thân pháp tắc ảo diệu. Tiêu Phàm mở ra hai mắt, tự nhủ. Lúc này, lòng bàn tay hắn đột nhiên lại xuất hiện một mai màu xám sáng sủa hạt châu, Tiêu Phàm lộ ra một tia vẻ hài lòng, nói, mượn nhờ nơi này thời không chi lực, cuối cùng đem thời không thiên châu luyện hóa một thành, tiếp xuống liền muốn hoàn thiện một cái trưởng trung thiên địa. To lớn nhất thu hoạch, vẫn là nội thiên địa bên trong ma khí, dĩ nhiên luyện hóa một thành, nếu như ta toàn bộ luyện hóa, đoán chừng nhục thân sẽ biến càng thêm cường đại. Nhất là biến thành tu la lúc, dù là bình thường thần vương cường giả, ta cũng chưa hẳn e ngại. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là muốn vượt qua thần vương kiếp, cũng là thời điểm xuất quan. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm chậm rãi thu liếm khí tức, đứng dậy, sau đó nhìn về phía không trung. Nơi này thời không chi lực vẫn như cũ 10 phần nồng đậm, bất quá, Tiêu Phàm tạm thời không muốn ở trong này lãng phí quá nhiều thời gian, dù sao, thần ma kiếp mới là trọng điểm. Bây giờ cự ly thần ma kiếp mở ra thời gian đã qua hơn một năm, thế nhưng là có không ít người đi ở hắn phía trước, chậm trễ quá lâu, chính hắn cũng sẽ mất đi càng nhiều đồ vật. Huống hồ, nơi này thời không chi lực, hắn có thể tùy thời trở về thôn phệ luyện hóa. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm dứt khoát đứng dậy, mở rộng gân cốt một chút, hơi hơi thúc giục thời không thiên châu lực lượng, một đạo màu xám vầng sáng tức khắc bao phủ ở hắn chung quanh. Còn tốt luyện hóa 1/10 thời không thiên châu, nếu không mà nói, muốn ly khai cái này địa phương, sợ cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm âm thầm cười khổ một tiếng, lập tức nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Không hổ là thần ma kiếp, pháp tắc chi lực dĩ nhiên như thế nồng đậm. Nơi này, thật đúng là ta phúc địa. Tiêu Phàm đứng ở một tòa đại sơn phía trên, ngắm nhìn thương mang đại địa, không khỏi cảm khái nói. Kẻ khác có lẽ không cách nào rõ ràng cảm ứng được pháp tắc chi lực, nhưng Tiêu Phàm lại khác biệt, hắn nội thiên địa, lại là ở mỗi giờ mỗi khắc hấp thu giữa thiên địa pháp tắc lực lượng. Tiêu Phàm giang hai cánh tay, lặng lặng cảm ứng đến bốn phía pháp tắc chi lực biến hóa, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Ta nội thiên địa, có lẽ cũng là riêng một ngọn cờ. Tiêu Phàm cười cười nói. Kẻ khác nội thiên địa, chỉ là tương đương với một cái tiểu thế giới, mà hắn lại khác biệt. Hắn nội thiên địa tương đối đặc thù, có thể tự động luyện hóa pháp tắc chi lực. Nói cách khác, không cần Tiêu Phàm chủ động, hắn cũng không lúc không khắc không còn tu luyện. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn về phía bốn phía, thần ma kiếp thiên khung tương đối lờ mờ lộ ra một cỗ man hoang chi khí, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Hắn đánh giá bốn phía, khắp nơi mênh mông, dãy núi nguy nga, cao cao đứng vững, cắm vào vân tiêu. Khí thế bàng bạc vô lượng. Mảnh này cổ lão đại, dù là vô tận tuế nguyệt đi qua, vẫn như cũ có vô số truyền thuyết, chỉ là cái kia chút truyền thuyết cũng đã không có tung tích có thể tìm ra. Quân Nhược Hoan nói nơi này có cổ tộc hậu duệ, trước tìm người hỏi một chút rõ ràng lại nói. Tiêu Phàm ngâm khẽ nói. Lấy hắn bây giờ thực lực, vẫn như cũ đối mảnh này cổ lão địa vực tràn đầy kính sợ, thần vương, ở trong này cũng chưa hẳn có thể hoành hành bá đạo. Ai biết nơi này phải chăng còn ẩn giấu đi một chút lão quái vật, vậy cũng đều là đại đế cấp bậc tồn tại, cũng không phải hắn Tiêu Phàm có thể bằng được.
Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về thần ma kiếp chỗ sâu lao đi, hắn dán vào mặt đất mà đi, sợ kinh động đến một ít cổ lão tồn tại. Hắn linh hồn lực lượng như hãn hải đồng dạng nhô ra, bao phủ chung quanh mấy chục hơn trăm dặm, thời khắc đề phòng chung quanh động tĩnh. Thần ma kiếp quá rộng lớn, vô biên vô ngần, lấy hắn tốc độ, muốn đem toàn bộ cổ địa toàn bộ đều thăm dò một lần, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đi về phía trước mấy ngàn dặm, Tiêu Phàm không khỏi hồ nghi, mảnh này cổ địa có vẻ như quá an tĩnh, thậm chí ngay cả một đầu sinh linh đều không nhìn thấy. Không phải nói thần ma kiếp nguy hiểm trùng điệp sao? Không phải nói thần ma kiếp hơn là dị ma nhạc viên sao? Làm sao cho đến bây giờ, dị ma hình bóng đều không nhìn thấy đây? Cút ngay, đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ chấn động một cái, bỗng nhiên ngừng thân hình, chỉ nghe được mấy đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hỏa binh, hỏa loan, các ngươi nhanh bảo hộ tiểu công chúa rời đi. Bà bà, chúng ta lưu lại, ngài mang theo tiểu công chúa đi. Bà bà, ta và Loan Nhi ngăn lại bọn họ, các ngươi đi trước. Mấy đạo sốt ruột thanh âm vang lên, từ thanh âm này Tiêu Phàm có thể phán đoán đi ra, những người này, có một cái bà lão, còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ, thậm chí còn có một cái gọi là tiểu công chúa. Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đây là hắn ở thần ma kiếp lần thứ nhất nhìn thấy cái khác sinh linh. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm dậm chân hướng về thanh âm kia nơi phát ra phương hướng bay qua. Linh hồn chi lực càng là bao phủ những người kia, mấy đạo thân ảnh nháy mắt lạc ấn ở trong đầu hắn. Ở cách hắn 50-60 bên trong bên ngoài một phiến sơn mạch, 30-40 dị ma, đang điên cuồng công kích tới trung ương ba đạo bóng người. Như Tiêu Phàm trước đó suy đoán đồng dạng, có một cái bà lão, một đôi tuổi trẻ nam nữ, ba người đều mặc hỏa hồng sắc trường bào, không biết là máu tươi nhuộm thành, vẫn là vốn chính là như thế. Ba người đang gắt gao che chở một người mặc hỏa hồng sắc váy tiểu nữ hài, dù là bản thân thụ thương thảm trọng, cũng không có mảy may quan tâm. Tiểu nữ hài cũng liền 5-6 tuổi trên dưới, da thịt như là dương chi ngọc, trắng nõn trơn mềm, một đôi hỏa hồng sắc mắt to, phấn điêu ngọc trác, liền tựa như búp bê đồng dạng, đáng yêu vô cùng. Nhìn thấy tiểu nữ hài bản thân, Tiêu Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lên lúc trước nhìn thấy Tiêu Niệm Niệm một màn. Bất quá tương đối mà nói, cái này tiểu nữ hài lại là muốn hạnh phúc rất nhiều, có ba cái thần vương cảnh cường giả bảo hộ, càng làm cho Tiêu Phàm 10 phần ngoài ý muốn. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này tiểu nữ hài địa vị 10 phần hiển quý, khó trách bọn họ xưng nàng là tiểu công chúa. Một lát sau, Tiêu Phàm liền ở cự ly mấy người vài dặm bên ngoài một mảnh cổ lâm ngừng lại, cũng không có lập tức xuất thủ. Không đúng, các nàng trên người khí tức có vẻ như không phải nhân tộc. Tiêu Phàm nhíu mày. Chủ nhân, ta cảm nhận được hỏa tộc khí tức. Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến vô tận chi hỏa thanh âm cũng so sánh non nớt. Hỏa tộc, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hỏa tộc, ở trong vạn tộc, cũng xem như một cái so sánh lớn tộc đàn. Tin đồn hỏa tộc tiên tổ càng là giữa thiên địa sinh ra hỏa linh, về sau tu luyện đắc đạo, quát tháo phong vân. Hơn nữa, bởi vì nhân tộc luyện khí sư cùng luyện đan sư duyên cớ, hỏa tộc cùng nhân tộc đã từng trở thành minh hữu, đôi bên cùng có lợi. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm đầu vai, đột nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, lộ ra một trương non nớt khuôn mặt nhỏ, nói chủ nhân, bọn họ thực sự là hỏa tộc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, từ đâu bốn người trên người, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm hỏa diễm lực lượng, không phải hỏa tộc lại là cái gì đâu. Chỉ là nhường hắn ngoài ý muốn là, hỏa tộc dĩ nhiên có thể hóa thành hình người, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lại không khỏi nhìn thoáng qua đầu vai vô tận chi hỏa. Vô tận chi hỏa cũng giống như hiểu Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, nói chủ nhân, thế gian sinh linh, chỉ có đột phá thần vương cảnh, cơ bản đều có thể hóa thành hình người, chỉ là có nguyện ý hay không mà thôi, kỳ thật ta cũng có thể hóa thành hình người. Nguyên lai như thế, Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trong lòng nghĩ thầm, thí thần cũng đã đột phá thần vương cảnh. Lần tiếp theo, hắn đoán chừng cũng sẽ hóa thành hình người đi. Chủ nhân, người không cứu bọn họ sao? Vô tận chi hỏa ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chẳng lẽ người cảm thấy ta là một cái xen vào việc của người khác người sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Vô tận chi hỏa không nói, hắn biết rõ, Tiêu Phàm mặc dù có thể đối phó những cái kia dị ma, nhưng dạng này sự tình, khắp nơi đều ở thời khắc phát sinh,
Tiêu Phàm lại còn có thể cứu được nhiều như vậy. Thôi, ta cũng không phải một cái vô tình người. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, khác không nói, kia hỏa tộc tiểu nữ hài nếu là cứ như vậy chết rồi, hắn Tiêu Phàm cũng không đành lòng. Huống chi, hỏa tộc tốt xấu cũng là nhân tộc minh hữu, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị dị ma giết chết. Hô, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, bỗng nhiên hướng về nơi xa Bưu Nhiếp mà đi, lúc này, hắn bên tai lại truyền tới một đạo thanh âm, chủ nhân, ta cảm giác kia tiểu nữ hài phẩm giai không kém gì ta, thậm chí khả năng cao hơn. A, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng ngoài ý muốn, bất quá nếu như đã xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nơi xa, bà lão ba người đau khổ chống đỡ lấy, muốn đột xuất trùng vây, có thể chung quanh dị ma thực lực cường hoành, có mấy đầu không kém gì bọn họ, này khiến ba người tuyệt vọng không thôi. Vừa mới chần chờ, để bọn hắn hiện tại muốn trốn, đều không có khả năng. Hỏa binh, hỏa loan, các ngươi nhanh mang theo tiểu công chúa chạy mau, ta cho các ngươi tranh thủ ba hơi thời gian. Bà lão trong mắt lóe qua một vòng quyết tuyệt, lập tức ngửa mặt lên trời nộ khiếu, lĩnh chúa. Lão nô kiếp sau lại hảo hảo phụng dưỡng ngài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 131.